Nguyễn Phú Trọng này, powerful Vietnamese leader is dead at 80. Đó là kiểu một uh, lãnh đạo đúng không? Cực kỳ là <laughs> một lãnh đạo của Việt Nam đấy, đã chết ở độ tuổi, đã mất ở độ tuổi 80. Đấy, khi mà chúng ta gọi là passed away cũng là một từ rất là hay để mà tỏ cái sự uh, gọi là kính trọng nha cho một người đã khuất. Đấy, kiểu là depart này, hay là pass away đấy, đều là những từ rất là hay nhé qua đời đúng không à, hay là kiểu như đã ra đã gọi là rời đi đấy depart đấy right. rồi và chúng ta sẽ đọc cái nội dung này này <laughs> nhớ nhá à, các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì cứ comment mình sẽ trả lời luôn known for his blazing furnace uh, anti corruption campaign Mr. Trump consolidated power in one of the world's few remaining communist dictatorships. Đấy. À, được biết đến với cái phong trào đó là đốt lò, đúng không? Thực ra chúng ta dịch ra đó đốt lò nhưng mà bên uh, tiếng Anh nó sẽ có cái từ đó là blazing furnace. Thực ra furnace đó là một cái lò, thường là kiểu như lò phản ứng hạt nhân. Đấy hay là kiểu như lò nung đó. Còn blaze đó là nói đến cái ánh lửa hay là cái ngọn lửa ấy nó bùng lên. Đó và nếu mà blazing đúng không? Tức là những thứ gì mà nó cực kỳ là 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 làm là... gây ấn tượng. Đấy hoặc là kiểu như nó là một cái Thứ mà nó chói trang, đấy thì nó dùng từ blazing. Đấy, nhưng mà đây là blazing furnace, đúng không? Đốt lò nhá Lò đang gọi là lửa cực kỳ là lớn. Anti-corruption, đúng không? Corruption tức là tham nhũng. Đấy, hay là kiểu như lạng quyền. Thế thì anti tức là kiểu chống tham nhũng rồi. Campaign là chiến dịch. Chiến dịch uh, chống tham nhũng. Rồi, uh, Mr. trọng đã củng cố cái quyền lực uh, ở trong một... từ từ củng cố quyền lực ở một trong phần gọi là một trong ít những cái nước mà còn duy trì cái chế độ đó là cộng sản đấy chúng ta sẽ có như thế uh, consolidate đấy thì solid đó là cứng nhé nhưng mà kiểu consolidate tức là kiểu khiến một cái thứ gì đó nó trở thành một khối cứng vững chắc À, thì đấy là consolidate rồi thì đây chúng ta có là kiểu củng cố đúng không cho nó vững chắc hơn cái power đấy, cái power cho nó chắc hơn cho nó lớn mạnh hơn one of the world's a uh, few remaining cái, cái từ remaining tức là nó ám chỉ những thứ mà kiểu còn duy trì còn lại. Đấy. Và ít thôi đúng không? Few tức là ít thôi. Uh, dictatorship dictatorships thì cái từ dictator nó có nghĩa là kiểu như uh, người độc tài hoặc là kiểu người cai trị. Thế thì nếu mà dictatorship nó có nghĩa là kiểu như uh, nói đến cái chế độ đúng không? Cái hình thức đấy. khi mà quản lý. Rồi nhé Và đây communist thì đó là cộng sản. Thế thôi báo báo uh, the, the New York Times Đấy. rồi các bạn mà đã theo dõi mình từ lâu đúng không thì biết rằng là tối nào trả live và hôm nay nhá không chắc chắn là là phải đọc một cái bài báo mà nó liên quan đến cái tin này đúng không rồi chúng ta có đây Nguyễn Phú Trọng này center uh, center at the Vietnam Communist Party đây chính là kiểu ở cái um, nó gọi là National Congress đúng không tức là kiểu hội nghị quốc gia của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11 Yeah, cái từ Congress thì thường nó ám chỉ là hội đấy hay là kiểu gọi là liên quan đến 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 uh, um, nghị viện nhá yeah. nhưng mà ở Việt Nam thì nó gọi là hội đúng không Đại hội Đảng các thứ đấy At which he was voted to be the party's new general secretary um, tại cái hội nghị đó năm 2011 thì ông ấy đã được bỏ phiếu cái từ voted ở đây đúng không nó dùng ở dạng bị động tức là à được vote đấy, được bỏ phiếu để mà trở thành này General Secret, Secretary Tức là kiểu như tổng bí thư Bởi vì bao giờ nhá, cái từ General Nó sẽ ám chỉ những vị trí mà nó kiểu Bao trùm tất cả, đúng không? Ví dụ ở quân sự thì nó gọi là đại tướng Nhưng mà chúng ta có từ Secretary Đó là thư ký, nhá, tổng bí thư ừ. Ok, quốc hội đúng không? Quốc hội thì vừa nãy mình gọi là Liên quan đại hội đảng đấy Đúng không? Nhưng mà ở đây thì uh, Congress uh, Chúng ta hiểu ở Việt Nam nó sẽ gọi là quốc hội còn bên mỹ thì nó gọi là nghị viện thượng nghị viện hay là hạ nghị viện các cái phần mà nó có liên liên quan đến 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 hai đảng đúng không rồi còn ở việt nam nhé đó là một đảng thôi thì đấy chúng ta gọi là quốc hội rồi uh, ok mình bắt đầu này cái nội dung chính của nó nguyễn phú trọng này the hardline general secretary of vietnam's communist party who uh, who presided over his country's economic and geopolitical transformation Ông Nguyễn Phú Trọng, đó là cái người tổng bí thư đúng không? Chắc chắn rồi. Đây là cái từ tổng bí thư nhé. Mà nó gọi là hotline, từ từ. Hot đó là cứng đúng không? Hoặc là kiểu nghiêm ngặt. Đấy và nếu mà line ở đây kiểu như nói đến các cái khuôn khổ rồi hoặc là kiểu như các cái đường giới hạn xung quanh, à, giới hạn bên ngoài. Vậy thì đây khả năng nó là một cái từ ghép ấy, nói đến là một người kiểu quy củ. Đấy hoặc là kiểu như một người mà um, gọi là, là 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 có những nguyên tắc đúng không đấy. rất là 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 kỹ lưỡng cũng như là à, nghiêm khắc rồi đấy hotline đây nó là một cái từ như thế, ừ. Ừ. ok nghiêm minh cứng rắn ok các bạn cứ hiểu là line line nó là những cái đường khuôn khổ bên ngoài đúng không? Đấy. còn hot thì chắc chắn rồi nó là những thứ gì mà nó phải gọi là chuẩn chỉnh này nó phải là nghiêm khắc này các thứ này đấy à, các bạn à, có thể hiểu ra là như thế. Chứ còn nhá mấy cái từ ghép này này thì hầu hết nó sẽ cực kỳ khó để mà luận ra được một cái ý nghĩa nào đấy nhé. đây nó gọi là từ ghép mà đúng không? tính từ ghép mà. để bình thường từ điển sẽ không có cái từ này nhưng mà đấy nó dịch ra đó là đường lỗi cứng rắn. ok. À, nào chúng ta sẽ có là đảng cộng sản của Việt Nam này, communist party đúng không? cái từ party nhé, nó không phải là bữa tiệc đâu mà nó là đảng đấy. nó là đảng hoặc là một cái đơn vị uh, gọi là là đứng 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 bên gọi là đứng trên một cái bên này và bên kia ví dụ các bạn có một cái hợp, một cái hợp đồng đấy giữa hai bên đúng không? thì bên a bên b thì nó đều đều gọi là party đấy nhưng mà nếu như mà tính theo cả một cái hệ thống lớn thì nó gọi là cái đảng đấy đảng nhé người mà trụ trì uh, cái uh, sự thay đổi hay là kiểu người mà 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 đứng đầu cái sự thay đổi về kinh tế cũng như là về chính trị uh, theo địa lý Đấy, của của Việt Nam là chúng ta sẽ có từ preside nhé thì um, ví dụ đi mình gọi là ông uh, ông quan tòa ông ấy preside cái phiên tòa thì tức là ông ấy gọi là chủ trì cái phiên tòa đấy đó thì đấy là từ preside đấy, và nếu như mà nó dùng từ preside ở đây có thể hiểu là người đứng đầu đấy, đứng đầu uh, người mà kiểu như quản lý đúng không xong rồi là điều hành đưa ra chỉ thị đấy cái transformation chắc chắn rồi đó là sự thay đổi về về cái form về cái hình hài về cái hệ thống bản chất của nó geo chắc chắn là liên quan địa lý geography mà đúng không uh, geography tức là địa lý còn political tức là chính trị à tức là kiểu chính trị đi theo khu vực đấy đi theo gọi là phận uh, địa phận nhá và economic chắc chắn là kinh tế uh, sự thay đổi về mặt kinh tế cũng như là chính trị theo địa phận theo khu vực and reshaped is leadership uh, with his blazing furnace anti-corruption campaign died on Friday at hospital in Hà Nội. He was 80. Uh, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng này đã reshape reshape địa chính trị. Ok, một từ gọi là chuyên môn. Đấy, chính xác. Shape đúng không? Đó là hình hài nhưng mà dùng là dạng động từ tức là tạo hình. Nhưng mà mình re cái hành động đấy thì tức là kiểu mình làm lại cái hành động đấy một lần nữa. Đấy, tái định hình. Nhá, reshape tức là tái định hình. Rồi, cái leadership tức là kiểu như cái sự điều hành, đúng không? Tái định hình cái hệ thống điều hành với cái phong trào đó là uh, phòng chống tham nhũng có tên là đốt lò. Đấy, và ông ấy đã chết vào ngày thứ sáu. Ông ấy đã mất vào ngày thứ sáu tại một cái bệnh viện ở Hà Nội. Ông ấy 80 tuổi. Đó, worse. Đấy, bởi vì chắc chắn là dùng mất rồi mà. Đúng không? Thế cho nên phải chuyển thành quá khứ thôi. Ừ. Uh, blazing furnace các bạn mà bây giờ dùng cái từ đốt lò ấy, đúng không thì đây chính là cái từ trong tiếng anh nó là như vậy nhá uh, đi thi hay là kiểu nói nói tiếng anh thì đó đốt lò nó là blazing furnace rồi no. his death was announced by the official nhân dân newspaper which said that mr trump had died of old age uh, and an and an uh, từ từ and an unspecified serious illness cái okay cái cái gọi là sự qua đời của tổng bí thư này nó được tuyên bố bởi cái um, đơn vị báo cái gì nhỉ đơn vị báo chính thức đó là báo Nhân Dân đấy official mà đúng không những thứ gì mà kiểu như nó có tích xanh này xong rồi nó nó chính thức này thì đấy chúng ta gọi là official rồi cái tờ báo đó nó đã nói rằng là ông trọng đã mất vì tuổi già nhưng mà nó để ở trong ngoặc nha đấy cái người viết báo này cũng rất là tinh tế tức là kiểu để trong ngoặc old age Đấy, tuổi già, đấy, tức là trích trích đúng theo cái lời ở trên báo, đó là old age, đấy. và một cái căn bệnh mà nó từ từ một căn bệnh nghiêm trọng nhưng mà lại không rõ, không được đề cập rõ, đấy, bởi vì chúng ta sẽ có từ specific tức là cụ thể và specify chính là động từ của nó nhưng mà unspecified không được trích rõ ra, không được nói cụ thể là bệnh gì, đấy, báo này cập nhật nhanh nhanh vậy á thực ra thì chắc chắn là cái tin này ấy, gần như là báo nào trên thế giới cũng sẽ viết thôi yeah, bởi vì nó lớn quá đúng không Đấy. nếu như mà đã từng có gọi là mối quan hệ với việt nam hay là um, liên quan đến những cái cuộc mà kiểu như những cái người chính khách ấy, người ta đến thăm nước này nước kia chắc chắn là phải viết rồi Đấy, nước mỹ mà đúng không Đấy, gần đây nhất đó là cái chuyến gì uh... à putin Đấy, putin nhưng mà mấy năm trước đúng không thì cũng có tổng thống sang đây mà ở uh, unspecified nhé, không được uh, cụ thể, không được nói rõ. Ừ. rồi bệnh nghiêm trọng này. Đấy, speculation uh, had swirled in in January about Mr. Trump's health uh, after he skipped meetings uh, with several foreign leaders. Những cái phỏng đoán nó đã được uh, nó đã được gọi là đưa ra vào tháng 1 này về cái tình trạng sức khỏe của ông trọng sau khi mà ông đã skip meetings. Tức là ông ấy đã gọi là bỏ lỡ hay là kiểu vắng mặt trong những cái buổi gặp mặt Đấy Với một vài chính khách ở, ở nước ngoài Đấy, bởi vì chúng ta sẽ có là foreign leaders Đúng không? Cái người điều hành những cái quốc gia nước ngoài Đấy Rồi những chính khách nha Những cái chính trị gia Rồi là những cái ông tổng thống đến từ nước khác Sang Việt Nam đúng không? Speculation Nha, điều đó là sự phỏng đoán Đấy, speculate một thứ gì đó mà Đúng không? Tức là kiểu như mình 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 đưa ra cái uh, suy đoán mơ hồ của mình cái từ swirl này này swirl nó có nghĩa là xoay tròn xoay tròn đặc biệt khi mà nói đến một cái vũ công ba lê ấy người ta gọi là xoay trên cái um, đầu ngón chân của người ta đấy, rồi là khói nhá khói mà swirl tức là kiểu khói nó nó cuộn lại với nhau thành một cái gọi là vòng tròn đấy thì gọi là swirl nhưng mà nếu mà phỏng đoán Đúng, giới báo chí thì gọi là phỏng đoán được uh, đồn thổi hay là kiểu những cái lời phỏng đoán những cái tin đồn nó được uh, xoay tua ấy mình cũng không hình dụng gọi là không 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 có một cái từ cụ thể trong tiếng việt để mà đi với ngành báo chí nhỉ các bạn nhỉ kiểu nhá một cái tin tức ấy nó được gọi là um, nó được kiểu 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 um, ví dụ như một cái cơn lốc đi đúng không nó xoay xong rồi nó hình thành một cái thứ gì đó ở trên đỉnh đấy thì bây giờ mình phải tìm được một cái từ tiếng Việt để mà nó ngang bằng với cái hình ảnh đấy khi mà liên quan tin tức hoặc là liên quan đến tin đồn hay là phỏng đoán đấy nói chung nhá nó đang là một cái collocation một cái hình thức uh, miêu tả rất là hay đó là kiểu như hết cái phỏng đoán này cho đến phỏng đoán khác nó uh, nó là một cái sự nó gọi là hỗn tạp được chưa thì đấy nó gọi là swirl đây đây là cả một cụm này có cực kỳ là nhiều phỏng đoán được đưa ra đồn thổi về cái tình trạng sức khỏe của ông trọng skip đấy, tức là bỏ lỡ một thứ gì đó hay là kiểu chúng ta gọi là bỏ qua nó luôn đấy, thì gọi là skip ví dụ bây giờ mình nghỉ học thôi thì mình cũng là skip cái buổi học ở đấy đúng không rồi the seriousness of his, ill of his illness became clear on Thursday uh, when the party announced that he would step back from his duties to focus on his health cái sự nghiêm trọng của căn bệnh của ông ta của, của tổng bí thư thì đã trở nên rõ ràng vào ngày thứ năm khi mà đảng cộng sản đã tuyên bố rằng là ông ấy sẽ step back ông ấy sẽ lui lại không có đảm nhận những cái trách nhiệm của ông ấy nữa để mà tập trung vào sức khỏe của mình đấy, chúng ta sẽ có là became clear tức là nó trở nên rõ ràng đúng không nó obvious nó kiểu mọi người đều có thể biết được cái điều đấy đấy announce thì nó vẫn là tuyên bố nó vẫn là kiểu như đưa ra một cái thông cáo đúng không announce từ này rất hay này. Step back. Step back. Đúng không, step back. Đấy, ừ đúng. Nếu như mà bây giờ viết tiếng Việt thì chúng ta gọi là phỏng đoán được giấy lên đúng không? Nghe nó rất là hay. Hình dung cái hình ảnh đó là cơn lốc xoáy nhá. Được không? Tin tức xong rồi là à ở trong đấy nó được gọi là thổi lên, xong rồi nó được giấy lên, rất hay. Đấy. Rồi, nào step back. Tức là thôi, tôi lui lại nha tôi lưu lại tôi không đảm nhận nó nữa tôi có thể gọi là nhường cái chỗ đấy cho người khác thì đấy tức là tôi step back the step back ừ. rồi duties vẫn là các cái trách nhiệm này các cái nghĩa vụ đấy and that uh, president tô, tô lâm uh, a former security minister would take over his responsibilities và rằng là president từ từ nó bình thường nó là tổng thống nhưng mà ở nước chúng ta gọi là cái gì nhỉ chủ tịch nước à, tô lâm đó A former security minister tức là kiểu như uh, minister bình thường trong tiếng Việt nó dịch ra là cái gì nhỉ? Security chắc chắn là quốc phòng rồi này, đấy, minister bộ trưởng bộ quốc phòng, ok, tướng đúng không? Bình thường gọi là tướng nhưng mà các bạn phải hiểu nhé, minister ấy, tức là kiểu như ông cái ông đứng đầu một bộ, đấy đứng đầu một bộ, đấy vì vậy cho nên đây chúng ta gọi là bộ trưởng bộ quốc phòng, nhưng mà former tức là kiểu như trước trước đó là bộ trưởng bộ quốc phòng Đúng không? đấy còn bây giờ thì đương nhiệm khác rồi nếu như mà chúng ta có một cái form m xong rồi cộng lên danh từ đó, chỉ về việc làm đấy vị trí thì tức là ngày trước đã từng giữ vị trí đó đấy, right, cựu chính xác đấy cựu ở chứ còn bình thường nhé thì chúng ta gọi là president tức là tổng thống đúng không? Nhưng mà ở đây ví dụ như trong đảng cộng sản thì nó gọi là chủ tịch nước thì đây chúng ta gọi là president tô lâm này take over tức là đảm nhận những cái trách nhiệm của ông trọng để lại take over thực ra nó gọi là chiếm lấy một thứ gì đó ừ. hoặc là mình lấy một thứ gì đó đúng không lấy cái, lấy một thứ gì đó mà trước đó nó là của người khác thì đấy nó gọi là take over. Ừ. 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 Nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu đó là kiểu nhận lấy trách nhiệm nhé đảm nhận trách trách nhiệm nhé uh for 12 years Mr. Jong sat at uh to the sat at the apex of power in Vietnam's communist hierarchy that hierarchy Trong 12 năm ông Trọng đã ngồi ở đỉnh quyền lực um, trong cái chế độ cộng sản của Việt Nam. Cái hierarchy thì nó là nó không hẳn được dịch ra đó là bằng cái từ system đâu nhưng mà nếu mà chúng ta gọi là một cái hệ thống này Hoặc là kiểu một cái trật tự mà nó được xếp từ trên xuống đúng không các cái vai vế rồi là các cái um, vị trí quyền lực của nó ấy, thì đấy chúng ta gọi là một cái hierarchy hierarchy đấy, trật tự nhá trật tự về vai trò trật tự trật tự về quyền lực đấy thì nó gọi là hierarchy ừ. hệ thống phân cấp ở ờ, đấy là từ gọi là chuyên môn nếu như mà các bạn làm trong nhà nước đúng không nhưng mà cái này nhá nó còn có thể được sử dụng trong rất là nhiều các cái văn cảnh khác nhau ví dụ bây giờ ấy, trong thế giới tự nhiên thì nó cũng sẽ có một cái hierarchy nhất định ví dụ con sư tử có thể là con đứng đầu cái hierarchy đấy chúng ta gọi là chúa sơn lâm mà đúng không thì nhớ nhá đó là hierarchy chính là một cái hệ thống kiểu phân cấp đúng không xong rồi phân thứ tự phân bậc đấy thì nó gọi là hierarchy khá là giống từ hệ thống đó. rồi apex thì đó là cái đỉnh đấy cái đỉnh đấy, đây ngồi ở đỉnh này rất hay rồi tiếp theo he served an unprecedented three terms as party chief and nearly three decades in the polit bureau ông ta tổng bí thư thì đã thực hiện nghĩa vụ của mình trong gọi là ba nhiệm kỳ liên tiếp mà đây là một cái một cái thứ mà chưa từng có tiền lệ trước đây, đấy tức là đấy là một cái thời gian mà nó lâu nhất, đúng không? Chứ còn bình thường chắc là mọi mọi người thấy là các cái tổng bí thư khác là hai nhiệm kỳ, nhưng mà riêng ông trọng là ba nhiệm kỳ. Đấy chúng ta sẽ gọi là term, term chính là một kỳ, é một kỳ, một nhiệm kỳ, một cái khoảng thời gian mà nó gọi là uh, tính cố định trong một cái hệ thống nào đấy, thì nó gọi là term. Ví dụ cái học kỳ của chúng ta ấy, nó gọi là school term, đúng không? Hoặc là kiểu chỉ chỉ cần đơn giản nó term thôi là được rồi. Unprecedented Tức là những thứ gì mà nó chưa hề có tiền lệ trước đây Nó chưa hề có tiền lệ trước đây Đấy Rồi Ok nhà từ này cũng tương đối là hay Từ từ Precedented Đấy. Unprecedented Còn serve Tức là nói đến những cái chính khách Hay là kiểu như có nghĩa vụ Với nhà nước ấy Thì hay là nhiệm vụ ấy Thì bao giờ nó không có thể sử dụng từ serve ở đây được Đấy Rồi thậm chí nhá Đi tù nó cũng có thể gọi là serve Đó serve Đấy, surf. rồi là đi quân nhân đúng không? Thực hiện nghĩa vụ nó cũng gọi là serve. Ừ. Và với cái vai trò đó là người đứng đầu Đảng này và gần 3 thập kỷ ở trong cái Politburo. Mình không biết Politburo là cái gì nhưng mà khả năng là kiểu như nói đến cơ quan kiểm chế đúng không? Hay là kiểu như bộ à, bộ chính trị. Ok. Đấy, bộ chính trị. Đây là một từ chuyên môn rồi. Ừ. Chief nhá, đó là người đứng đầu, trưởng Mm. He... ok chưa có tiền, uh, chưa từng xảy ra, ok đó đấy, chính xác đấy. nào, he consolidated power in one of the world's uh, few remaining communist dictatorships, significantly weakening the collective form uh, of leadership that previously characterized in the characterized the country's the country's communist party. <laughs> câu này sao nó lặp lại nhỉ? lặp lại với lại cái ban đầu ấy, cái mở bài ấy. Đây này. Right. Ok, chúng ta sẽ có cái câu đấy nó mang ý nghĩa như sau. Ông ấy đã củng cố đã thắt chặt về quyền lực ở trong một um, một trong số ít những cái nước mà còn lại đi theo chế độ cộng sản. Đấy. Consolidate đã giải thích rồi, tức là khiến cho một thứ gì đấy không khiến cho nhiều thứ nó trở thành một khối. Đó một khối thống nhất, một khối gọi là cứng rắn. Đấy, bởi vì chúng ta sẽ có từ solid ở đây chính là chất rắn nhé yeah. con consolidate tức là khiến cho tất cả trở thành một khối rắn Đấy. rồi tiếp theo few đúng không few remaining tức là kiểu số ít còn lại thôi Đấy, và bao giờ nhé nếu như mà chúng ta gọi là những thứ còn lại thì nó phải đều có the đều có the the remaining countries đúng không những quốc gia còn lại um, rất là đáng kể là ông đã làm suy yếu từ từ the collective form of leadership làm suy yếu cái gì được nhỉ chỗ này nó hơi bị chúng ta sẽ có là kiểu như sự dẫn dắt đúng không hay là cái chế độ um, dẫn dắt hay là kiểu sự dẫn dắt thì nó gọi là leadership nhưng mà form of leadership tức là kiểu như hình thái của um, sự dẫn dắt collective thì bao giờ collect nó có nghĩa là kiểu như gom hết lại mọi thứ với nhau và nếu mà collective tức là chung những thứ gì nó gọi là chung nhé làm suy yếu cái hình thái chung của sự điều hành mà trước đó nó đã uh, nó đã đi kèm với lại cái đảng cộng sản của đất nước này đấy tức là cải tổ đúng không hay là kiểu như làm đổi mới cái cách uh, điều hành đất nước nha chúng ta có thể hiểu là như thế nó đang gọi là đi ngược lại với lại diễn đạt thông thường đấy tức là làm suy yếu cái cũ ấy à, vậy thì tức là đưa ra cái mới rồi gì nữa đó làm suy yếu cái cũ chúng ta sẽ có weak đó là yếu và weaken tức là làm cho nó yếu đi đấy đúng. rồi chắc là phải có những cái hay, những cái thay đổi nhất định đúng không để mà gọi là có một cái leadership mà nó tốt hơn đấy. characterize character chính là đặc điểm đấy là phẩm chất thế thì bây giờ characterize đó là kiểu mình mô tả đặc điểm một thứ gì đó mình khắc họa cái đặc điểm của nó, đó và previously tức là trước đó nó đã mang hình hài cái đặc điểm của đảng cộng sản cũ trước đây, ừ. rồi suy yếu lợi ích nhóm, lợi ích nhóm không hẳn đâu, cái form of leadership ở đây này nó không phải là kiểu như về mặt lợi ích đâu, mà nó có nghĩa là kiểu cái cái cái, cái um, sự quản lý trước đây ấy, nó nói đến kiểu như cái hình hình thái của sự quản lý của sự điều hành trước đây, đó, rồi ông ấy đã đưa ra được những cái sự đổi mới nhất định đấy. nào his death left no obvious successor, đấy. cái chuyện cái, cái sự qua đời của tổng bí thư thì đã không để lại bất cứ một cái um, successor cái người gọi là không 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 có sẵn một cái người nối tiếp sau đó rõ ràng đấy tức là kiểu bây giờ không biết là ai sẽ là lên cái chức tổng bí thư nữa đúng không chúng ta không biết ai là những người rõ ràng nhé sẽ lên cái gọi là cái vị trí này người kế nhiệm chính xác rồi bởi vì là cái từ success nó dường như các bạn nghĩ đến thành công đúng không? thế cho nên successor có thể là kiểu người đạt thành công nhưng không phải chúng ta sẽ có cái từ successor, uh, successor, uh, successor thì nó lại mang tính chất là nối tiếp, liên tiếp, chưa? thế thì success, succession nó là sự liên tiếp và nếu như mà successor tức là cái người sau đó ấy, đi kế tiếp chúng ta thì đấy gọi là successor, đó người kế nhiệm chính xác để lại không có bất cứ một cái người kế nhiệm nào obvious rõ ràng. He was the most powerful leader in Vietnam after the Vietnam War. Xét Nguyễn Khắc Giang of a visiting fellow at the ISEAS, right? Uh, ông ấy là cái người cầm quyền hoặc là kiểu như người lãnh đạo quyền lực nhất ở Việt Nam sau cái uh, gọi là cái trận chiến Việt Nam từ từ cái người nước ngoài ấy, người ta gọi là chiến tranh đông dương hay là cái chiến tranh giữa việt nam với lại mỹ và 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 pháp ấy nó gọi là the vietnam war nhá yeah. ở việt nam thì chúng ta gọi là chiến tranh đông dương đúng không hoặc là kiểu chiến tranh uh, đế quốc nhưng mà bên nước ngoài thì gọi gọi là the vietnam war right rồi ở indo cái gì indo china ok đấy kiểu kiểu thế nhưng mà người ta gọi là the Vietnam War. Ok. Uh, ông Nguyễn Khắc Giang đã phát biểu này và ông ấy là một người a visiting fellow. Um kiểu cái từ fellow là nó ám chỉ những người đi cùng chúng ta hoặc là kiểu những người có cùng cái nhiệm vụ chung. Đó, cái chức uh, chức năng chung với chúng ta thì gọi là fellow. Đấy nhưng mà có từ visiting. Đấy, tức là ông này này. Ông ấy là một người của cái ISIS -E này nhưng mà ông ấy đang gọi là trong cái chuyến um, trong cái chuyến nó gọi là kiểu như um, đến đấy để mà uh, để mà gọi là xem xét qua đúng không? Hay là kiểu như để có một cái gọi là cái, cái 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 sự investigation riêng của ông ấy ở cái tổ chức đấy thôi. Chứ bình thường là ông ấy sẽ không có ở đấy cố định. nhá bởi vì nó có từ visiting tức là đây một cái thời gian ngắn ông ấy đến đó thôi. Đấy. Nào. Um, institute in Singapore đó là cái học cái học viện uh, Izuso ở Singapore Đấy, Institute đó là học viện nhé I think anyone who will be chosen as the next leader of Vietnam will face an uphill battle in having the same kind of authority that Nguyễn Phú Trọng had. Nguyễn Phú Trọng had. Tôi nghĩ rằng là bất cứ ai người mà sẽ được lựa chọn là cái người lãnh đạo tiếp theo của Việt Nam sẽ đối mặt với lại một cái trận chiến Căng go Đấy, Trong cái việc đó là Từ từ trận chiến căng go Trong cái việc đó là có Có cùng một cái Mức độ quyền lực mà Nguyễn Phú Trọng Trước đây đã có Tức là thế nào kiểu như là phải Phải vượt qua rất là nhiều những cái Đối thủ hoặc là kiểu phải Cạnh tranh rất là nhiều ấy Thì mới có được cái mức độ quyền lực như là ông Trọng đã có Đấy Người mới nhé người mới sẽ phải chứng minh thực lực của mình đúng không? cũng như là phải có được cái lòng tin của dân để mà rồi là ông ấy mới leo lên được một cái vai vế hoặc là kiểu có một cái quyền lực mà nó lớn như là ông Trọng trước đây đã có. Đây. Ý của nó là như vậy. Nào, uphill battle. Cái này nó rất là hay. Đấy, cái ba đồ tức là trận chiến, nhưng mà uphill tức là bây giờ giống như kiểu bây giờ mình đang công lên đồi ấy. Các bạn thấy là bây giờ đúng không? Mình ở dưới đồi xong rồi mình phải công lên đồi Mình mình phải gọi là uh, kéo quân đi ngược lại với lại cái quán tính Đi ngược lại với trọng lực Thì rõ ràng là nó sẽ đi rất là khó khăn Đấy và chúng ta gọi là một trận chiến căng go nhé Đúng không? Căng go Khó Đó trận chiến khó Uphill Đi lên đồi ấy, đi dốc ấy. Rồi đi dốc thì khó mà đúng không? Now, the same kind of authority, authority chính là cái vai vế hoặc là cái quyền lực, ừ. cái thẩm quyền. Rồi, các bạn thấy là cái chỗ này hay đúng không? Cái từ face thì nó có nghĩa là đối mặt với một thứ gì đó nhé. Đấy, một trận chiến rất là căng go. Now, Mr. Trọng này, uh, represented a conservative, a conservative Marxist Len, Leninist uh, faction, từ từ, faction within the party toàn là những từ liên quan đến đảng này xong rồi là liên quan đến 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 các cái uh, chế độ cai trị ông trọng đã đại diện cho một cái faction không phải faction ở đây là kiểu như liên quan đến đến uh, thời trang đâu các bạn ạ từ này khó dịch đây này uhm. một cái tác phong đó hay 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 có thể được gọi là kiểu như một cái chế độ đi đấy một cái chế độ một cái chế độ Mark Lenin uh, Gọi là mang tính bảo thủ Ở trong cái đảng của mình đấy, Đại diện cho cái chế độ đấy nha Chế độ gọi là Mark Lenin uh, Bây giờ này, ví dụ như Các bạn mà xem một cái bộ phim Nó gọi là gì nhỉ, trò chơi vương quyền đấy Đấy, thì nó sẽ chia cái đất nước Thành rất là nhiều các cái đảng khác nhau Các cái bộ phận khác nhau Và mỗi một bộ phận sẽ có một cái tôn chỉ riêng Cái tôn chỉ đấy Nó có thể gọi là cái faction ở đây Đó Đấy, tôn tôn chỉ. Ờ à đúng, chủ, chủ nghĩa mác-lênin ở đúng, đúng không? Đấy, như thế cho nó thuần Việt. Nhá, nhớ là cái 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 gọi là cái cái faction ở đây chính là cái tôn chỉ này xong rồi cái chủ nghĩa mà nó đi theo. Conservative, conservative thì cái từ conserve nó coi là giữ lại. Ấy, bảo tồn lại đúng không những những cái giá trị mà kiểu như nguyên vẹn xưa cũ thì nếu như mà chúng ta gọi là cổ hủ ấy thì cũng dùng cái từ này Đấy, cổ hủ nhưng mà bây giờ mình làm sao mà bảo rằng là cái chế độ chủ nghĩa uh, Marx Lenin cổ hủ được? Đây là báo nước ngoài, cái bọn mà nó đi theo uh, cái gì nhỉ? Capitalist là cái chế độ gì ấy nhỉ? Tư bản thì chúng nó sẽ gọi là nhận xét cái chế độ của chúng ta là conservative. Nhưng mà rõ ràng là đây là một cái từ cực kỳ là tiêu cực, đúng không? Rồi within the party, which includes another faction seen as more pragmatic and moderate cái đảng nó đi kèm theo một cái chủ nghĩa khác được nhìn nhận là một cái chủ nghĩa mà nó mang tính chất là dùng mấy cái từ này thực dụng và um, moderate và và gọi là tối giản hơn. Đấy cái từ pragmatic thì nếu như mà dịch ra theo cái kiểu tiêu cực ấy thì nó có nghĩa là thực dụng. Tức là luôn luôn nhìn nhận vào những thứ gì mà nó gọi là um, kiểu nó phải thực tế đúng không? nó phải thực tế, đấy, pragmatic ví dụ nhé, bây giờ này mình nhận được một món quà về mặt tinh thần nhưng mà thôi tôi muốn là kiểu đưa tiền đây, đấy thì đấy chính là cái tính chất nó gọi là pragmatic Nha pragmatic ừ. còn moderate uh, thì bao giờ ám chỉ những thứ gì mà nó mang tính chất là tối thiểu, tối giản đấy hoặc là kiểu như rất là đơn sơ mộc mạc thì đấy gọi là moderate đấy nhé. rồi đây là tính từ nó đang dùng dạng tính từ đấy và cái tôn chỉ này cái chủ nghĩa này nó được nhìn nhận là một cái thứ mà nó mang tính chất là thực dụng cũng như là um, tối giản hơn. Đó. His death is likely to raise hopes uh, in the West that a less doctrin doctrinaire uh, leader could emerge. cái sự qua đời của ông trọng có có khả năng là sẽ đem đến những hy vọng mới. thôi nha những cái câu này mình thấy là không nên đọc các bạn ạ. những cái câu này tốt nhất là không nên đọc đấy dù là nước ngoài đúng không dù là kiểu báo Mỹ thì tất nhiên là nó sẽ phải có những cái góc nhìn mà nó khá là thiển cận tiêu cực về cái chế độ cộng sản đấy, chế độ gọi là đảng cộng sản thế cho nên là nó nó sẽ có những cái từ ấy mà đôi khi nó nó hơi tiêu cực thôi mình bỏ qua câu này nhé đấy, chỉ gọi là nhấn mạnh vào cái giá trị ngôn ngữ này raise hope đem đến hy vọng đó dâng lên những cái hy vọng đấy các bạn học cái từ này emerge, rồi emerge tức là trồi lên, trồi từ dưới lên. Và nếu như mà bây giờ kiểu như một cái leader cứ emerge, uh, tức là xuất hiện một cái nhà cầm quyền, một cái lãnh đạo mà nó như thế nào đó hơn. Được chưa? Thì đấy. Này, báo Mỹ nó đang viết như vậy. Mr. Trọng này, the one, uh, the only one in the 18-member Politburo who grew up uh, during the Vietnam War was a generation older than many of his peers. Ông Trọng đó là cái người duy nhất trong bộ chính trị có 18 thành viên người mà lớn lên trong cái cuộc chiến Việt Nam, tức là cái chiến tranh Đông Dương đấy. đấy và ông Trọng đã là một thế hệ già hơn rất là nhiều những cái người mà gọi là cũng làm trong uh, trong trong đảng và nhà nước đấy, giống như ông ấy. Bởi vì chúng ta sẽ có từ peers là cái từ người cùng trang lứa. Đó hoặc là kiểu cái người mà cũng đi theo theo cái vai trò cái chức năng giống như là mình đang thực hiện à, với nhà nước ấy, đó thì trong trong đấy chúng ta hoàn toàn có thể gọi là à, một uh, ủy viên bộ chính trị và những người khác thì những người khác đều gọi là peers của ông ấy đó rồi còn cái từ politburo này thì đấy là một từ chuyên để mà nói đến bộ chính trị đó. a generation older than tức là kiểu cả một cái thế hệ già hơn được không à, già hơn không đọc mình nhìn thôi mình mình đã thấy gọi là nó nó không không tốt rồi à, tốt nhất là bây giờ nên tránh những cái câu như thế này right, nhìn qua thôi là thấy nào he was a nó lại nói tiếp nhá he was a conservative uh, ideology, ideology tức là kiểu như hệ tư tưởng um, thế thì ideology một nhà tư tưởng à À, một nhà tư tưởng gọi là nguyên bản nhà dịch như thế cho nó gọi là đỡ tiêu cực who viewed corruption as a threat to the party's survival and in um, in, in, in 2011 began a wide-reaching anti-corruption campaign that has accelerated in, in recent years ông ấy là một gọi là nhà tư tưởng mang tính chất là bảo thủ Người mà đã nhìn nhận cái việc tham nhũng là một cái sự đe dọa cho cái sự tồn tại của đảng à, Chúng ta sẽ có conservative đúng không Tức là kiểu mang những cái giá trị xưa cũ Đi theo cái truyền thống Hoặc là kiểu đi theo những cái tư tưởng ngày trước right. Còn cái từ này này Thì bao giờ cái từ ideal nó lý tưởng rồi Thế thì ideology ấy, tức là kiểu như hệ tư tưởng Hệ tư tưởng Nhưng mà đây có cái đuôi UE này Và nó đi theo kiểu là miêu tả một người Chắc chắn đây là kiểu nhà tư tưởng được không? nhà lý tưởng à, nhà tư tưởng rồi View nhé Đó là nhìn nhận đấy nhìn nhận mình coi một thứ gì đó là cái thứ khác đấy. mình mình nhìn cái sự tham nhũng corruption đúng không Là một cái sự đe dọa cho cái sự tồn tại của Đảng Survive, vô danh từ sự tồn tại nhé Và trong năm 2011 này đã bắt đầu một cái chiến dịch chống tham nhũng mà nó có quy mô rất là lớn đấy. bởi vì từ reach, tức là nói đến cái tầm với, đúng không? và wide-reaching tức là nó vươn dài ra, nó vươn rộng ra, đấy, nó có tính vươn rộng, bao ừ, quát lớn. Nào, cái chiến dịch đấy nó đã, nó đã gọi là được gia tăng mức độ, được gia tăng tốc độ đấy, trong những năm gần đây. Bởi vì nhá, chúng ta có một cái thứ mà nó gọi là cái cái chân ga ấy, ở trong ô tô thì nó gọi là accelerator accelerator và nếu mà accelerate tức là gia tốc, tăng cái tốc độ của nó lên. Đó mình đẩy cái tốc độ của nó lên rất là nhanh thì đấy gọi accelerate thì thôi. À, tiếp theo là investigating thousands of people and prompting the dis the dismissal of several top ministers. Ông ấy đã 2012 á. Báo nó viết là 2000, 2011 này. Đấy. Đúng rồi, mình nên như thế thôi chứ đừng mấy 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 ông xem live nhá đừng có bất kỳ hay là đừng có gì gì nhá <laughs> ban luôn đấy đấy đó đừng có gọi là chia rẽ nội bộ nào investigate tức là chúng ta thẩm tra một thứ gì đó chúng ta điều tra cái đấy điều tra này hàng nghìn người và đã um, um, gọi là và đã khiến cho từ từ và đã gọi là 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 là, là, là tạo ra nhá cái sự bãi nhiệm của rất là nhiều một sorry một vài những cái gọi là quan chức cấp cao đấy thực ra cái từ prom ở đây này nó coi là kiểu như đốc thúc hoặc là mình có một cái cớ hay là một cái công cụ nào đó để cho một cái đối tượng nó phải làm một cái việc gì thì đấy gọi là prom somebody to do something được chưa đấy, mình bị thôi thúc ấy đó mình như kiểu là có một cái sự thôi thúc ở đây thì đấy tức là cái từ prom somebody to do something nhưng mà nếu như mà bây giờ đúng không prom something nó cũng là như thế tạo cái lực đẩy để cho cái thang đằng sau nó diễn ra đấy prom chính là như vậy nha và dismissal đúng không dismiss một cái thứ gì đó là thôi <laughs> cho mày lui đấy, cho mày nghỉ thì đấy gọi là dismiss đấy, và dismissal nhá, chắc chắn là bãi nhiệm rồi trong cái văn cảnh này đấy, ok ờ uh, top ministers đúng không những cái quan chức những cái gọi là ông bộ trưởng cấp cao The results have been mixed. Uh, the campaign created a fairer business environment but has also instilled fear in many officials and paralyzed decision making. Đấy. Nó cứ phải đá thêm một câu cơ. Đấy, cái bọn báo này nó cứ phải gọi là kiểu đá thêm một câu. đá thêm một câu. Đây này, nếu mà phân tích nhá là nó bảo rằng là cái kết quả thì nó gọi là 50 50. Đó, nó nó gọi là kiểu như lúc được lúc không, Đấy, khi đó chúng ta sẽ gọi là mixed cái kết quả này này nó mixed Đấy, tức là kiểu lúc được lúc không nó có gọi là cả điểm hại cũng như là điểm lợi, cái chiến dịch nó tạo ra một cái môi trường uh, cạnh tranh mà nó gọi là công bằng hơn hoặc là kiểu môi trường doanh nghiệp đúng không công bằng hơn nhưng mà cũng đem đến gieo rắc những cái nỗi sợ cho rất là nhiều quan chức cũng như là nó đã làm tê liệt cái vậy là cái sự đưa ra quyết định tức là thế nào nhỉ nó khiến cho kiểu như không đi lên được đúng không đấy nó đang nói như thế nó làm nó làm tê liệt nhá cái khả năng ra quyết định đây decision making đúng không tức là make một cái decision đưa ra một cái quyết định đấy và paralyze tức là làm cho một thứ gì đó nó bị tê liệt à, um, paralyze cái đấy đấy nó kìm hãm cái gọi là cái cái cái, cái sự đưa ra những cái quyết định uh, điều hành của quốc hội đúng không hay là bộ chính trị đấy. Nào instill ấy, instill tức là cái trạng thái mà tĩnh. Đấy tĩnh, thế thì nếu mà instill tức là tạo ra một cái trạng thái bất động đúng không? Vậy thì nếu như mà chúng ta hiểu ở đây ấy thì tức là nó ghim vào trong người người ta một thứ gì đó cố định. Đấy, ghim vào trong người một thứ gì đó cố định và thường nó sẽ đi với cảm xúc đúng không? Đấy, fear hay là kiểu như tinh thần yêu nước, kể cả như thế các bạn dùng cái từ instill nó vẫn được nhé. Instill được không? National pride, lòng tự hào dân tộc tự tôn dân tộc được nhá, in một ai đó. Officials thì tất nhiên nó là những cái quan chức đúng không? Những cái người mà kiểu điều hành làm trong nhà nước. Ừ. Ý nói rằng là các quan chức không không dám đưa ra quyết định vì sợ sai phạm. Đó Chính xác đúng không? Nó làm kiểu như mình không đưa ra quyết định gì cả bởi vì Sợ sẽ bị uh, gọi là investigate Sợ rằng sẽ bị investigate Theo cái quyết định của mình Mr.Chong also let the horses uh, Crack down on descent in decades Ông Trọng thì cũng đã dẫn đầu trong cái um, Gọi là Cái chủ trương Mà nó gọi là trừng phạt nghiêm khắc Đấy, Với với sự dissent Dissent ở đây là như thế nào đây nhỉ Consent đó là sự uh, chấp, chấp nhận đúng không Hay là kiểu sự đồng tình Dissent Khả năng là không đồng tình Đấy dissent ở đây khả năng là không đồng tình các bạn ạ Nhưng mà có cái từ nó hay hơn nhé Đó là từ crackdown này này Từ này nên học này Crackdown Crackdown đó là kiểu một cái hình thức uh, trừng trị Đấy hoặc là kiểu như một cái phong trào một cái hoạt động mà nó mang tính chất là uh giandere, thì đấy nó gọi là crack down. Ví dụ nhá, chúng ta xử phạt ai đó thật nặng ấy, đó là crack somebody down. Được chưa? Hoặc là uh, gọi là crack down on something. Tức là trừng trị cái đấy thật là nặng. Nó giống như kiểu là một cái roi ấy, xong rồi chúng ta cầm cái roi đấy chúng ta crack tức là vụt mạnh nó xuống. À, thì đấy là trừng trị rất là thẳng tay nha. Còn uh, hardest từ từ harsh nó có nghĩa là kiểu như uh, nghiêm khắc còn đây là kiểu nghiêm khắc nhất yeah. Rồi ok. Còn mình phải xem lại cái từ dissent này Xem là có phải là kiểu um, Bình thường thì nó sẽ là không đồng tình đấy Nhưng mà bây giờ cứ phải xem xem là nó thế nào, nào. Dissent Bất đồng ý kiến Bất đồng chính kiến Không theo quốc giáo à, Nó đang nói đến là kiểu như là không theo quốc giáo thì đúng hơn đúng không Các bạn cứ hiểu nhé Đó là consent thì đó là đồng tình Và dissent chắc chắn là kiểu như không đồng tình không đi theo một cái thứ gì đó đấy thế thì đây nó có thể được gọi là danh từ tức là không theo quốc giáo đấy rồi under his rule the space for civil society never abandoned in the nation of roughly a hundred million people shrunk shrunk further dưới cái thời mà của ông trọng cai trị thì mấy cái câu này tốt nhất là mình gọi là tập trung vào từ vựng thôi nhé mình không mình không dịch ra nhé đấy. cái rule ấy đó là cái gì cái cái ách cai trị hoặc là cái chế độ cai trị đó cái triều đại cai trị của ai đó thì nó gọi là rule đấy rồi và tất nhiên nhé dùng ở dạng động từ ấy thì rule cũng có nghĩa là cai trị được chưa dùng ở dạng động từ cầm quyền xong rồi là đưa ra cái sự điều hành nào cái space for civil society cái xã hội mà nó civil Civil thì bình thường nó nói đến dân sự đúng không? Đấy, và nếu như mà chúng ta bảo là be civil um, thường nó nói đến dân sự civilized thì tức là văn minh và nếu mà civil society tức là kiểu như một cái xã hội dân sự tức là thế nào? Xã hội dân sự là thế nào nhỉ? Xã hội dân sự À tức là Từ từ Xã hội dân sự Bạn nào gọi là hiểu ở đây là là, là À đúng rồi Đấy, dịch ra tiếng Việt thì bây giờ nó phải tìm một cái từ tương đương đúng không? À, tức là bây giờ ấy, người ta vì dân, người ta gọi lấy cái civil này này làm trọng tâm yeah, Nhá, Người ta lấy cái civil này làm trọng tâm <laughs> Mình thì gọi là cứ đi theo cái, 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 ý nghĩa tiếng Anh đúng không? Xã hội dân chủ Nhá, yeah, Ok, xã hội dân chủ Nào, never abandon in the nation of Tại sao nó lại dùng là never abandon nhỉ? Chưa bao giờ có thừa mứa ở trong cái quốc gia um, Sấp xỉ 100 triệu người. Và cái cái gọi là cái không gian cho xã hội không gian cho xã hội dân chủ thì nó còn gọi là thu hẹp hơn nữa. Đấy, nghe cái báo nó cực kỳ là gọi là 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 là, là 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 mâu thuẫn đúng không? với lại chúng ta chúng ta cảm nhận là bây giờ hoàn toàn vì dân mà. Đấy, nhưng mà nó lại bảo là shrunk tức là à, swing, shrink. shrink tức là co mỏng lại, thu gọn lại, co lại hơn nữa. Được chưa? Hơn nữa. Ừ. ừ. Ôi, nói chung là nó sẽ có những cái câu ấy mà nó thể hiện cái sự gọi là tiêu cực đúng không? Cái gọi là cái bọn tư bản mà báo của bọn tư bản thì nó thế thôi các bạn ạ. À. Nó cũng sẽ gọi là có những cái góc nhìn rất là tiêu cực về cái um, cộng sản của mình. Nào, Việt Nam này has the second highest number of political prisoners in Southeast Asia, with more than 160 people currently detained for exercising their basic rights, according to Human Rights Watch. Việt Nam thì có cái con số đứng thứ hai cao nhất ở Đông Nam Á về những người chính trị gia mà là tù nhân. Kiểu uh, tù nhân đúng không? Ngày trước gọi là có vai vế, có những cái chức vụ ở trong nhà nước đấy political prisoners yeah, prison tù mà prisoner là người ở trong tù đó với nhiều hơn 160 người hiện tại đang bị giam giữ uh, cho cái việc là <laughs> cho cái việc là exercising their basic rights yeah. đúng là cái báo khốn nạn đúng không cái báo mà nó nó, 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 tù nhân chính trị ok cái báo này nhá nó nó, nó... nó... <laughs> bình thường mình rất là thích đúng không bởi vì ngôn từ nó cao nhưng mà tất nhiên là đôi khi nó sẽ truyền tải những thông tin mà nó nghe cực kỳ là trướng mắt các bạn ạ đây này nó exercising their basic rights tức là những người tù nhân chính trị này thực hiện những cái quyền cơ bản của họ quyền cơ bản gì khi mà đi tham nhũng đúng không đấy, quyền cơ bản quái gì của họ nhá exercise một thứ gì đó ấy tức là kiểu như mình thực hiện cái đấy thực hiện cái đấy nó không phải là luyện tập đâu các bạn ạ trong cái văn cảnh này thì nó có là carry out something thực hiện đặc biệt đi với quyền đó đi với trách nhiệm hoặc là nghĩa vụ hay là cái nhiệm vụ của chúng ta và basic rights ở uh, quyền cơ bản còn đi thêm nhé đi thêm tức là giam giữ người bị giam giữ thì nó gọi là detainee khá là giống cái từ prisoner yeah. rồi đọc cứ phải né thôi mình tập trung vào cái giá trị từ vựng em ơi nhớ chứ còn biết rằng là nội dung của nó đôi khi nó sẽ gọi là tiêu cực một tí nhưng mà tập trung vào giá trị từ vựng mà. Đấy. cũng đến đây là hết rồi. Now, according to human rights watch, tức là theo như cái hội um, cái từ watch này này. Thì thường nó gọi là hội chị em, hội bảo an. Nhá, bởi vì cái cái từ nó gọi là watcher ấy. Watcher. Watcher tức là người quan sát hoặc là kiểu như người giám sát. Nhé? giám sát cái sự an toàn hoặc là cái động tĩnh của một khu vực ấy. Đấy thì nó chúng ta gọi là watch và nếu như bây giờ từ watch nó dùng ở dạng động danh từ đi thì nó trở thành đó là cái hội thôi đó là cái hội giám sát đấy thôi hội giám sát quyền con người. Đó. Now, at home, này, Mr. trọng was viewed as a frugal leader who did not abuse his power to enrich himself or his family. Tại quê nhà thì tổng bí thư được nhìn nhận là một người lãnh đạo khá là frugal, tức là kiểu như khá là sống tàn tiện. Đấy, người mà không có lạm dụng quyền lực của mình để mà làm giàu cho bản thân cũng như là gia đình. Nếu như thế nhá, thì dùng cái từ frugal ở đây mình thấy là nghe nó có vẻ hơi cấn cấn, đúng không? À, hơi cấn cấn. Thường thì chúng ta phải dùng cái từ như kiểu là fair nhé, phải fair hoặc là kiểu phải 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 just đúng không? Phải công bằng, anh minh, nghiêm minh. chứ còn nó dùng từ frugal ấy, frugal tức là tần tiện, không dám tiêu tiền. Đấy Thì gọi là frugal Và abuse his power Tức là kiểu lạm dụng quyền lực của nó đúng không In một thứ gì đó Tức là tạo ra thứ đấy Rich Đó là sự giàu có in à, Rich Làm giàu Rồi Ill Unusual in việt nam. Và cái điều này nó rất là Rất là, 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 là Không thông thường ở Việt Nam Rất là bất thường Ở Việt Nam <laughs> Cần kiệm giản dị Đúng không Nó có thể dùng những cái từ đấy Right ừ. Ờ uh, rồi ăn yêu in Việt Nam nó phải kháy mình một cái này mẹ bọn này đúng không nó phải kháy mình một câu rồi. kháy mình một câu đó là kiểu ăn yêu in Việt Nam tức là ở Việt Nam thông thường thì nó sẽ ở build power rất là nhiều để mà gọi là làm giàu cho bản thân <laughs> đó nó cứ phải kháy một câu rồi. nào his official vehicle was a two decade old Toyota Crown cái phương tiện đi lại chính thức của ông uh, tổng bí thư đó là một cái con Toyota Toyota nhé Crown mà đã có độ tuổi đó là hai thập kỷ đấy tức là kiểu như cái con Toyota mà nó khá là cũ rồi đấy, sống gọi là có cái, cái cái, cái độ tuổi cái niên hạn sử dụng của nó là hơn hai thập kỷ rồi đấy nhá vehicle đó là phương tiện phương tiện according to này a 2022 article in Vietnam net an online newspaper in Vietnam affiliated with the Ministry of Information and Communications. Right. Đó là một cái bài cái thông tin theo như một bài báo được đăng tải năm 2022 ở Việt Nam Net. Đấy và đây chính là một cái tờ báo trực tuyến này ở Việt Nam mà gọi là có liên kết với Bộ Thông tin và Truyền thông. Nhá cái từ communications nó không phải là giao tiếp nữa mà khi mà nó có S như thế này này thì nó trở thành nó truyền thông truyền thông affiliate uh, thì đó là tiếp thị liên kết đúng không nhưng mà nếu mà chúng ta dùng riêng cái từ affiliate ở đây thì nó trở thành đó là liên kết thôi có liên kết với uh, marketing affiliation uh, thì đấy gọi là tiếp thị liên kết mà he refused to have new suits made ông ta ông tổng bí thư từ chối là có những cái bộ bộ suit những cái bộ vest mới may cho mình đấy sống nó phải gọi là như thế đúng không nó phải gọi là, là um, không có đây này không có bất cứ một cái gọi là ham muốn nào về những cái personal gains đó đâu ví dụ mình bảo là he had no desires for personal gains đó, he had no desires đúng không for personal gains nó phải cống hiến như vậy đó personal gains đó là những cái gọi là um, tư lợi cá nhân các bạn nha uhm. nào tại sao nó gọi là kiểu have new suits made bởi vì bao giờ ấy, cái người thợ may người ta may suit cho mình chứ không phải là bản thân mình may. Nhưng mà mình đến đăng ký đúng không? Mình đến gọi là sử dụng cái dịch vụ của người ta. Thế cho nên là mình have. Đấy và đây nó phải đưa ra một cái quá khứ phân từ để mà nói đến tình trạng gọi là bị động nhá của hành động. Đấy, cái suit này này là nó được làm bởi người khác. Đấy, và chúng ta refuse, chúng ta từ chối cái việc đấy. Desires là gì á? Desires là ham muốn. <laughs> không vừa rồi là 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 do um, mình uh, phải xác nhận phải kéo cái 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 icon vào ấy nó tưởng rằng là máy nãy giờ không có uh, thai bất cứ một cái gì trên điện thoại ấy nó tưởng là máy nào Mister trọng này oversaw one of uh, Asia's fastest growing economies economies and raised Vietnam's prestige on the international stage ông tổng bí thư đã giám sát một trong những cái nền kinh tế mà tăng trưởng nhanh nhất của của châu á đấy. và gia tăng cái địa vị của việt nam trên um, trên gọi là mặt trận quốc tế hoặc là kiểu trên cái gì được nhỉ chính trường quốc tế à trên trường quốc tế nha gọi là lên trên trường quốc tế over một thứ gì đó thực ra over tức là nó ám chỉ cái trạng thái bao quát ở phía trước đó và c uh, nhìn đấy vậy thì ở đây có thể hiểu là giám sát nhé đó, giám sát bao quát tất cả, nào fastest growing ờ, tức là kiểu phát triển nhanh nhất, đó, đây là một tính từ ghép đúng không? cái prestige đó là cái địa vị này hoặc là cái um, danh thế thì đấy nó gọi là prestige một trường đại học danh giá thì nó gọi là prestigious university, yeah, prestigious, à, rồi, đây là tính từ còn prestige nó trở thành danh từ tức là danh thế đúng không? Đấy, danh thế trường quốc tế chính xác đấy cái stage nó gọi là sân khấu Nhưng mà sân khấu quốc tế nghe nó kỳ cục lắm Đúng không? Nó phải là trường quốc tế Đấy, nghe rất là hay Trường quốc tế này And under his term, the world's major The world's major superpowers Count Quoted uh, the southeast Asian na Nation aggressively Trời ơi, nó dùng từ này hay quá Đến đây là bắt đầu, mình thấy là văn nó bắt đầu Tuôn ra rồi này Và dưới cái nhiệm kỳ của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Ừ. thì những cái cường quốc lớn nhất trên thế giới đã phải làm sao đã phải gọi là tán tỉnh ve vãn cái quốc gia việt nam của chúng ta một cách vô cùng là um, gọi là, 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 là hết mình đấy ở đây mình có thể dịch ra như thế để cho mọi người hiểu cái bối cảnh ý nghĩa chứ còn mình sẽ phân tích từng từ nhé super power không phải là siêu quyền năng đâu super power nó không phải là siêu quyền năng nó là cường quốc yeah, super power cường quốc đấy Yeah. cường quốc các bạn ạ, chứ không phải là kiểu siêu siêu quyền lực hay là cái gì đâu, cường quốc đấy. Court nó có nhiều nghĩa đúng không? Nó có thể là một phiên tòa. Đấy nhưng mà ở dạng động từ mình mà cố gắng coding một người nào đó tức là tán tỉnh ve vãn người ta. Cố gắng kiểu mời gọi người ta ấy thì đấy gọi là court. nhá, dùng ở dạng động từ. Và aggressively tức là một cách rất là hung hăng, một cách kiểu như ở uh, sẵn sàng làm những cái hành động mà nó rất là um, mạnh mẽ. Đấy, xong rồi hết mình đúng không cuồng nhiệt thì đấy gọi là aggressive nha, aggressive đấy một người hiếu chiến cũng gọi là aggressive đấy, sẵn sàng gọi là lao và đánh nhau luôn ấy, thì cũng gọi là aggressive nhưng mà đây nhá đó là ve vãn tán tỉnh một cách rất là aggressively đấy sẵn sàng đưa ra những cái điều khoản đúng không nó cực kỳ là lớn ok ừ. rồi tiếp theo nhá nào Mr. Trọng này was adept at balancing relations with the United States and China. Bắt đầu khen nha, bắt đầu khen rồi nha. Ông tổng bí thư này thì cực kỳ là giỏi trong cái việc cân bằng những mối quan hệ với nước Mỹ cũng như là Trung Quốc. A strategy he termed bamboo Diplom Diplom diplomacy. Một cái chiến lược mà ông ấy đã đưa ra cái tên gọi đó là cái gì? Bamboo che đúng không? diplomacy tức là kiểu như ngoại giao bạn nào mà hay theo dõi tin tức về quốc hội hay là chính trị thì cho mình biết là chiến lược này nó gọi là cái gì cái gì che ngoại giao cây che sao, sao nghe nó lạ nhỉ hay là do mình không theo dõi tin tức nhà nước thường xuyên strong root stout trunk and flexible branches nào cái chiến lược đấy nó được gọi là đưa ra cái tên như sau strong root gốc rễ cực kỳ là bám mạnh đúng không cực kỳ gọi là bám vững chắc này, vào cái nền đất này thân cây thì vô cùng là um, stout kiểu chắc nhá thân cây thì vô cùng là chắc đấy vô cùng là chắc bền rồi và tiếp theo đó là cành thì nó lại là linh hoạt nó cành nó có thể kiểu vươn ra hết tất cả những ngóc ngách xong rồi nó có thể linh hoạt đấy ừ. Chiến, chiến lược cây tre Việt Nam thì Tất nhiên rồi đúng không Nhưng mà <laughs> Tiếng Việt mình chưa nghe thấy <laughs> Chiến lược cây tre ừ. Rồi cây tre chăm đốt Cái, cái từ Adept này này Thì nó có nghĩa là kiểu nói đến cái độ sâu Tức là ông ấy vô cùng là um, Kiểu có một cái khả năng Mà ông ấy kiểm soát rất là tốt rồi đấy Thì đấy nó gọi là Adept at something Thường các bạn sẽ nghĩ đến cái từ Depth Đó là bề sâu đúng không? Đấy, chiều sâu. vì vậy cho nên nếu mà adept at something nhé, các bạn có thể hiểu là à ông ấy đã nắm sâu được cái cái khả năng nào đó rồi, đấy chưa? và cái khả năng đấy nó gọi là balancing relations ờ, cân bằng những mối quan hệ đúng không? Ừ. term nó lại trở thành đó là thuật ngữ và nếu mà chúng ta dùng từ term ở dạng động từ tức là chúng ta đặt cho một cái thứ gì đó với một cái tên nhất định, đấy đặt cho nó một cái term đó là bamboo uh, diplomacy rồi cái gì mềm nắn rắn buông à, mềm nắn rắn buông ok đây nhá thì chúng ta sẽ có từ root đó là những cái gốc rễ nó bám cực kỳ là chặt chặt vào cái gì chặt vào cái tư tưởng mác Lenin đúng không chặt vào cái chủ nghĩa cộng sản rồi tiếp theo đó là thân thì kiên cường thân thì rất là vững chắc cái từ stout này này thường nó nói đến kiểu như một người quả cảm hoặc là một người mà có cái um, cái cơ thể nó rất là đồ sộ thì đấy gọi là stout Nhưng mà mình nên nghiêng về ý nghĩa đó là kiên cường nhé Được Thân thì rất là kiên cường Được không? Dù có gọi là gió Bão như thế nào nhưng mà vẫn đứng vững Đấy, flexible branches Thì nó lại là trở thành cành Thì rất là uyển chuyển, linh hoạt đấy, Cành đúng không? Rồi, he cultivated close ties with um, Tập Cận Bình đấy, China's top leader Who visited Vietnam in December For the third time Ông ấy đã nuôi dưỡng được một cái mối quan hệ rất là gắn bó với lại Tập Cận Bình Chính là cái nhà cầm quyền đứng đầu của Trung Quốc Người mà đã đến thăm Việt Nam vào tháng 12 cho cái lần thứ ba của mình Trong uh, gọi là từ trước đến giờ Thâu thì vây tức là nuôi dưỡng à, Bình thường ấy nó liên quan đến nông nghiệp Thì tức là kiểu mình nuôi trồng một cái cây à, Nhưng mà đây nó là kiểu nuôi dưỡng những cái phẩm chất đúng không Những cái thứ có giá trị nha yeah, close tight tight thì nó trở thành đó là cái liên kết bình thường ấy nó có là một cái nút buộc đấy tight ở đây chính là một cái nút buộc Này, ở dạng động từ thì tức là buộc hai thứ lại với nhau luôn nhưng mà nó dùng ở dạng danh từ rất hay luôn đó trở thành những cái mối liên kết mm. three months before that President Biden had also been in Vietnam uh, cementing a new strategic strategic uh, uh, strategic relationship with Mr. Trump Trước đó 3 tháng thì Tổng thống Biden cũng đã ở Việt Nam. bin in Việt Nam đúng không? Ở Việt Nam rồi. Củng cố một cái mối quan hệ chiến lược mới với lại ông Trọng. <laughs> hay quá. Nó dùng mấy từ này mình thấy hay. Đây này cái từ xi măng này. Đó, cement nha thì nó lại xi măng nhưng mà dùng ở dạng động từ tức là gì? Bồi đắp lên. Nó cho nó trở thành gọi là vững chắc. Cement một thứ gì đó. Đấy, củng cố thứ đấy nha. Làm thắt chặt cái thứ đấy. Cho nó bền chặt đúng không? Cho nó vững chắc lên Cement Và tất nhiên nếu như mà một cái quan điểm á Mà mình cement cái quan điểm đấy Thì tức là mình củng cố nó thôi right. Now Mr.Chop and China's top leader uh, Xi Jinping Tại sao lại gọi là Xi nhỉ? Chắc là tiếng Anh đúng không? Chứ còn bình thường gọi là Tập Cận Bình mà At the Presidential Palace in Hanoi in December Chính là cái tòa Từ từ Dinh Tổng Thống á cung điện tổng thống. Chúng ta gọi là cái gì ấy nhỉ ở Hà Nội ấy nhỉ? Tự nhiên mình quên xử cái tên của nó rồi. Cái tòa gì mà nó gọi là dành cho các cái viên chức ấy nhỉ? Phủ chủ tịch Ừ đúng rồi đúng rồi đúng đúng đúng, đúng. Ừ, phủ chủ tịch. Chứ còn bình thường nhá, palace đó là cung điện. Đấy đó. Còn presidential tức là liên quan đến president. Đấy, bởi vì là bên đấy thì nó không có chủ tịch các thứ. Vì vậy cho nên nó gọi là tổng thống đấy gọi là dinh thự tổng thống nhưng mà chúng ta gọi là phủ chủ tịch. Đấy. Now he was a master of hedging. Said Alexander uh, Vu Vinh, a professor, a professor at the Daniel um, Asia Pacific Center for Security Studies, Security Studies specializing in Vietnam. Uh, tổng bí thư là một là một bậc thầy về cái nghệ thuật hedging Đấy, nghệ thuật hedging ở đây là như thế nào ta president cũng có nghĩa là chủ tịch ừ. Ừ. từ từ hedging ở đây bình thường cái từ hedge nó coi là kiểu như rào rào mà nếu mà hedging ở đây chính là kiểu như bắc hàng rào tức là thế nào ta bậc thầy về cái việc đó là hedging bắc hàng rào á từ từ Tí, tí, tí nữa chúng ta xem nhé Bởi vì trong writing ấy Nó có một thứ nó gọi là hedging language Tức là kiểu như mình luôn luôn phải sử dụng Những cái ngôn ngữ mà nó an toàn Đúng không? Cũng như là kiểu như nó mang tính chất là um, Không gây tranh cãi à, Vậy thì trong cái từ hedging ở đây nhé Nó có nghĩa là làm thế nào Để mà duy trì cái mối um, Cái mối quan hệ hòa bình được chưa Cái từ hedging ở đây này Nó có nghĩa là kiểu làm thế nào để duy trì được Một cái mối quan hệ hòa bình Không có sự cạnh tranh không có chữ có 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 sự mâu thuẫn thế thôi thì nó gọi là hedging trong writing nhé trong cái thằng IELTS writing ấy thì nó có một thứ nó bắt buộc là mình phải thể hiện được trong bài viết của mình nó gọi là hedging language đó đó là những cái ngôn ngữ không gây tranh cãi đấy tức là các bạn phải sử dụng những cái model verb cho nó an toàn đúng không cũng như là các cái trạng từ chỉ tần suất giảm cái mức độ chắc chắn của lý luận xuống nhá thì lúc đấy nó an toàn thế thôi rồi là ông Vu Vinh này uh, một giáo sư tại cái trung tâm nghiên cứu về chị em uh, gọi là tại khu vực uh, Đông Nam Á đúng không mà chuyên nghiên cứu ở Việt Nam từ từ specializing in Việt Nam tức là kiểu như nghiên cứu chuyên về Việt Nam nhé bởi vì chúng ta sẽ có từ specialize in something đúng không? tức là kiểu mình có chuyên môn mình học chuyên về cái đấy, đấy. Rồi, Security Studies, đó là những cái nghiên cứu về um, sự an toàn, sự trị an, sự bảo an, sự gọi là bảo vệ. Đấy. Mr. Trọng was born in Hà Nội on April 4, uh, 1944 into a farming family. Ông Trọng đó sinh ra trong một gia đình làm nông. Đấy, tại ngày, ô, oh, toàn bốn này. Đúng không? 4 tháng 4 năm 1944, ở trong một gia đình nhà nông. Nhé. Khi mà chúng ta gọi là born, ấy, ấy, thì into cái này nó hay hơn các bạn ạ, nó nói đến cái gốc gác, born into một cái gia đình như thế nào, sinh ra tại một gia đình làm nông, Đấy. một gia đình có điều kiện thì nó lại sử dụng cái từ đó a family of means Đấy. gia đình có điều kiện ở a, a well-off family, Đấy. hay là kiểu a family of means, mình rất là thích dùng cái từ này, of means, means tức là điều kiện là phương thức, Đúng không? có nhiều cái gọi là Um, cách thức để làm nhiều điều Tiền tài này cũng như là địa vị right. hedging, hedging đó là kiểm soát rủi ro Ờ Đấy um, Đúng đúng không Bởi vì ở trên thế giới nó có những cái quỹ Mà nó cũng gọi là kiểu như uh, Hedging capital ấy right. Kiểm soát rủi ro làm thế nào Để cho nó an toàn nhất đúng không Không hề gây ra những cái mâu thuẫn Đấy. Trong cái trường hợp này ấy, Đó là không gây ra những cái mâu thuẫn Với bất cứ một cái quốc gia nào khác đó, chủ trương hòa bình. là after joining uh, after joining Vietnam's Communist Party, he traveled to the Soviet Union in 1981, where he earned a um, postgraduate history history uh, history degree in 1983. <laughs> Không có nước nhỉ. Nào sau khi này mà tham gia vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì ông ấy đã, ông đã ông đã có một cái chuyến đi Tới liên bang nga vào năm 1981 nơi mà ông đã earn tức là kiểu kiếm về được đúng không nhưng mà hoàn toàn khi mà chúng ta học hành xong ấy thi cử đỗ đạt ấy, có được một cái tấm bằng thì tức là mình earn được cái tấm bằng đấy đấy đạt được nhé một cái tấm bằng tấm bằng post graduate cử nhân sau đại học à? à sau đại học nhé về lịch sử đấy trong năm 1983 rồi uh cái từ union ấy, thì bao giờ nó sẽ nói đến sự thống nhất hoặc là cả một cái một cái cụ đúng không khi mà nó hợp từ rất là nhiều những cái thể chế nhỏ lại với nhau đấy rồi liên bang liên bang nga hay là kiểu như liên bang xô viết ngày xưa ở uh, post tức là phía đằng sau pre đó là phía đằng trước đấy, và postgraduate ừ, chắc chắn là kiểu liên quan sau đại học đúng không sau khi mà nó gọi là cái gì nhỉ cử nhân uh, sau đại học à? à. bây giờ thì nó gọi là như thế nhé, nhưng mà chúng ta phải hình dung đó là post đó là cái gì? Post đó là phía đằng sau, pre đó là phía đằng trước. Đấy. Rồi from 1991 to 1996, he was editor in chief of the Communist Review, the mouthpiece the mouthpiece of Vietnam's Communist Party. Từ năm 91 cho đến 96, ông ấy là người biên soạn trưởng nhá, biên soạn trưởng hay là cái người mà gọi là tổng uh, người điều hành đúng không uh, gọi là, là, là từ 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 bởi vì khi mà nó dùng từ in chief tức là chẳng qua nó nói đến ông ấy là chief thôi chẳng qua là một cái cách diễn đạt khác một cái cách wording khác nhưng mà các bạn nhá từ chief đó là trưởng người đứng đầu đây và đây là người đứng đầu thực hiện cái nhiệm vụ đó là chỉnh sửa đúng không nào chỉnh sửa cái gì đó là sửa cái mà nó gọi là the communist review có thể hiểu là báo cáo của đảng cộng sản nhá và tiếp theo đó là cơ quan ngôn luận này của đảng cộng sản việt đảng cộng sản việt nam thực ra mouthpiece Peace bình thường nhá Peace đó là một cái ống nói Nếu các bạn phải nhớ là Mal Peace nó là một cái ống nói ấy, của cái bộ điện đàm ngày xưa ấy nhưng mà tất nhiên là bây giờ nó dùng ở dạng ẩn dụ đúng không chính là cơ quan ngôn luận rồi dịch ra như thế cho nó cho nó thuần tiếng Việt của chúng ta ấy. đấy chứ còn các bạn hình dung nhé tiếng Anh ấy mouthpiece nó là cái ống nói đó, ống nói trong cái bộ điện đàm ngày xưa ừ. Ở đúng rồi tổng tổng này, tổng biên tập đấy, nghe nó nhiều khi đúng không dịch nó phải đòi hỏi là chúng ta cũng phải giỏi tiếng Việt chúng ta cũng phải gọi là văn thơ một tí trong tiếng Việt biết nhiều từ trong tiếng Việt tổng biên tập đã hợp lý rồi He was never seen as a strong party chief candidate because he lacked extensive experience in government and economics. Uh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì từ trước, ngày trước chưa bao giờ được nhìn nhận là một cái người đứng đầu đảng um, có tiềm năng, Đã một một cái gọi là ứng cử viên sáng giá cho cái vị trí đứng đầu đảng cộng sản, bởi vì là ông ấy thiếu đi những cái kinh nghiệm sâu rộng trong uh, quản lý chính phủ cũng như là trong kinh tế. Đấy, Rồi chúng ta có là strong party chief candidate candidate thì nó candidate nó trở thành một uh, ứng cử viên đúng không và chief ở đây chắc chắn rồi đứng đầu đảng nhé. Ngày trước uh, được nhìn nhận là một cái ứng cử viên mà nó không sáng giá đúng không? Bởi vì he lacked uh, ngày đó lack này extensive experience kinh nghiệm đúng không? Extensive đó là những thứ gì mà nó phải gọi là cường độ cao, mức độ cao, những thứ gì mà nó sâu rộng. đấy nó lan tỏa rộng. Economics đó là các cái um, hình thức, hình thái của kinh tế đúng không? Những cái khái niệm chủ nghĩa về kinh tế. From January 2000 to June uh, 2006, Mr. Chong was secretary of the party's ex executive. No, um từ 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 executive này executive committee of Hà Nội the the provincial capital toàn những những từ nó cao nhỉ nó 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 kiểu nó nhiều khi mình ít khi dùng những từ đấy bởi vì nó liên quan đến cơ quan đoàn thể đúng không xong rồi tên gọi của các cái tổ chức ông trọng đó là thư ký của của cái này đấy, ủy ban điều hành Hà Nội của Đảng Cộng sản À, và chúng ta sẽ có là the the provincial capital tức là thủ đô nói chung là thủ đô của Việt Nam đó, nó giải thích cái Hà Nội đây này đấy đó là the provincial capital capital là thủ đô đúng không còn provincial tức là liên quan đến gọi là địa phận tỉnh ngày đó thì nó gọi là tỉnh thôi nhé yeah. rồi oh, committee tức là ủy ban đó và executive coi là kiểu liên quan đến điều hành liên quan đến gọi là thực hiện nhiệm vụ chúng ta sẽ có từ execute. Execute tức là thi hành một thứ gì đó. Bí thư Thành ủy Hà Nội. À, ok, chính xác đúng không? À, tìm ra một cái tên nhiều khi cực kỳ là khó các bạn ạ. Mình có thể phân tích cho mọi người cái gốc từ của nó là gì, xong rồi suy ra tính từ thì tức là à có cái đặc điểm là như thế đúng không? Có đặc điểm là mang tính chất điều hành này, thẩm midi tức là ủy ban này hoặc kiểu như một cái hội này. Đấy à, bao gồm những người cầm quyền những người đứng đầu nhớ, của một cái địa phận nhất định thì đấy gọi là committee thế thôi. Uh, bí thư thành tỉnh ủy. Đây không phải là dịch ông ơi. Đấy, đây không phải là dịch mà đây là chủ yếu giải nghĩa từ, chắc là lần đầu mới vào livestream, à, không biết đúng không? From 2006 to 2011, he was a, he was chairman of Vietnam's National Assembly. Nào từ năm 2006 cho đến 2011 này, ông ấy là chairman, tức là cái người mà chúng gọi là chủ tịch. Thực ra, chair, bao giờ cũng sẽ có một cái ghế, đúng không? Mà nó gọi là xếp ở đầu bàn, trong cái bàn dài. Nhé? Và hai bên nó sẽ là hai hàng ghế khác nhau. Và cái chair đấy, nó gọi là cái vị trí đứng đầu. đó Và đây chúng ta gọi là chủ tịch. Đó. Người đứng đầu một cái doanh nghiệp mà, đúng không? Hoặc là kiểu như một cái tổ chức mà. Và đây, assembly. Assemble có nghĩa là hợp lại, hoặc là lắp ráp tụ hết mọi thứ lại với nhau. Thì gọi là assemble. Và assembly tức là một cái cuộc tập trung. À, một cái cuộc tập trung có thể là kiểu như buổi tập trung ở trường chào cờ ấy thì nó gọi là school assembly nhưng mà đây là national assembly thì nó trở thành cái gì tiếng Việt các bạn? Đấy, nó trở thành cái gì của tiếng Việt thế thôi cứ thế tìm tiếng Việt tương ứng đấy. còn mình mà mình mà dịch thì, thì thì mình đã trở thành dịch giả từ lâu rồi đúng không? nào Việt principle of leadership uh, is a collective one And unlike China, it has long resisted having a supreme figure at the top. Quốc hội. Ờ uh, đúng đúng đúng, hội đúng không? Đấy, tụ lại. Ừ, chính xác. Rồi. Nào, cái gì nhỉ? Cái nguyên tắc trong việc lãnh đạo của Việt Nam thì đó là một cái nguyên tắc chung và không giống như là Trung Quốc. Từ lâu Việt Nam đã cưỡng lại hay là kiểu như kháng lại cái việc là có một cái um, gọi là một một cái vai trò đứng đầu uh, điều hành tất cả mọi thứ uh, ở trên đỉnh thì chưa thì chúng ta sẽ có này ở đây có một số từ mà nó sẽ mang tính chất ẩn dụ rất là nhiều uh, principle tức là nguyên tắc principle nhé nguyên tắc nguyên tắc collective đúng không đã giải thích rồi collect tức là mình siêu tập mình gom hết mọi thứ lại với nhau đấy và nếu collective, tức là những thứ gì mà nó gọi là ở ở một cái điểm chung right tất cả mọi người đều chung một thứ thì đây đó là một cái nguyên tắc chung cho tất cả thôi resist một thứ gì đó tức là mình kháng cự lại thứ đấy mình cưỡng lại nó resistance đúng không chính là sự kháng cự sự cưỡng lại supreme nó gọi là tối cao ví dụ như ở bên nước ngoài nó có một cái supreme court đó là tòa án tối cao đấy, phiên tòa tối cao figure ấy, nó có thể là số liệu nó cũng có thể là nhân vật nhân vật hoặc là cái vai vế đặc, đặc biệt khi mà nói đến kiểu như trách nhiệm của con người đúng không Hay là kiểu nói đến một cái người uh, mang chức năng nào đó cụ thể à, ví dụ chúng ta có một cái từ đó là historical figure nó là nhân vật lịch sử mà thì đây là gì chính là một cái người tối cao đúng không điều hành tất cả mọi thứ ừ. Rồi phải hiểu figure là cái gì nhé? Figure. Uh, figure, uh, historical figure, public figure, người của công chúng đúng không? Nhân vật lịch sử. Ở đây nó ám chỉ người đó. Nào Mr. trọng low key manner. Uh, low key manner. Nào ông uh, ông tổng bí thư nhá, low key này. right Low key manner made him a suitable compromise candidate for differing factions in the country's Communist Party. And at 68, he was not expected to have a long term. Chính vì cái chỗ này hơi khó dịch này. Chính vì cái phong thái nhã nhặn, đúng không? Phong thái gọi là trầm tĩnh của ông Trọng. Đấy, thì đã khiến ông ấy trở thành một cái ứng cử viên phù hợp compromise candidate compromise candidate từ từ candidate Compromise tức là thỏa hiệp. Và nếu mà bây giờ nó dùng từ compromise ở đây thì mang ý nghĩa như thế nào nhỉ? Nó cực kỳ là khó dịch ra tiếng Việt các bạn ạ. Chúng ta cứ hiểu nhé. Compromise là thôi. Bây giờ tôi tôi lấy cái này bù đắp cái kia. Đấy. Cái cái cái, cái từ compromise ở đây này nó đang dùng theo một cái nghĩa coi như là, ừ đây là một cái ứng cử viên mà có cái này bù đắp cái kia. Đấy. Compromise candidate. Yeah, các bạn dùng cả một cái cụm như thế này dịch ra nó hơi khó ứng cử viên thỏa hiệp ấy. <laughs> nếu như mà dịch gọi là, là, là word by word như thế đúng không thì ứng cử viên thỏa hiệp phù hợp nghe nó cực kỳ là không tự nhiên cho lắm trong tiếng việt ấy. mình không biết là tìm tiếng việt như thế nào cho nó phù hợp luôn rồi nào đó là một cái ứng cử viên phù hợp để cho cái việc đó là differing factions Phù hợp cho những cái uh, tư tưởng hay là những cái tôn chỉ nó khác nhau, những cái chủ nghĩa khác nhau ở trong Đảng Cộng sản. Và ở 68 tuổi, ông ấy không được kỳ vọng là có một cái long term. Tức là ngày đó nhá, trong cái lúc ấy mà lên làm Tổng Bí Thư, bắt đầu ngày đầu tiên, cái nhiệm kỳ đầu tiên, đúng không? Thì đó là 68 tuổi. Đấy, ngày đó là người ta không nghĩ rằng là ông ấy sẽ có một cái long term, có một cái nhiệm kỳ dài đâu. Uh, into in 2011 he was elected a general secretary trong cái năm 2011 ông ấy đã được bầu nhiệm làm tổng bí thư đấy ok chúng ta sẽ có này low key đó là những thứ gì mà nó kiểu ở nốt trầm nốt thấp bởi vì từ khi ấy nó đang nói đến là uh, nốt nhạc đó nốt nhạc đã đánh những nốt trầm thôi đúng không vậy thì ý của nó là trầm tĩnh này hoặc là kiểu như sống nó lặng nhá sống nó lặng rồi, và Manner chính là phong thái, tác phong cái, um, cái 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 khí chất của mình toát ra bên ngoài nó như thế nào ấy. Đấy, thì chính là cái Manner của mình đó Rồi, Compromise nhá Thì nó là thỏa hiệp với một thứ gì đó right. Cái từ này nó còn có nghĩa là kiểu khiến cái thứ đấy nó trở thành không còn nguyên vẹn cơ Đấy, thì nó còn có nghĩa là Compromise Theo một cái ý nghĩa C2 của nó Nhưng mà trong văn cảnh này thì chắc chắn là nó đang mang một ý nghĩa là thôi có cái này đúng không bù cho cái kia bởi vì nó đi với từ candidate à, đó là ứng cử viên mà rồi differing factions cái từ factions chúng ta đã có đó là các cái tôn chỉ các cái chủ nghĩa còn differing tức là à, ngày đó ấy, nói đến thời gian đó là những cái chủ nghĩa đấy nó đang mâu thuẫn nhau nó đang gọi là khác xa với nhau không có chung một cái hệ tư tưởng thế thôi nó nói đến ngày đó là nó đang differ mà differ tức là khác Nha, Cái này nó khác cái kia Tức là cả cái A nó differ cái B ấy mà Nó dùng verb in ở đây chẳng qua là nó nói đến ngày đó ấy, Là các cái tư tưởng nó đang gọi là um, Khác nhau đúng không Nó không có thống nhất đấy. Không có thống nhất thành một khối thôi Rồi hết nhá Còn uh, election tức là Một cái um, cuộc bầu cử Elect tức là động từ của nó đấy, Bầu cử Mr. Trump's first term was notable for a short rise in anti-China sentiment after China moved an oil rig in contested waters near Vietnam's coast in uh, 2014. Trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông trọng này, nhiệm kỳ đầu tiên của ông trọng nó làm một cái nhiệm kỳ đáng chú ý cho một cái sự gia tăng rất là nhanh chóng trong cái phong trào chống đối Trung Quốc. Đấy, sau khi mà Trung Quốc đã di rời một cái trạm khoan dầu. Incontested từ từ trong di rời một trạm khoan dầu trong một trong trong những vùng hải phận cạnh tranh với nhau ấy, gần bờ biển của Việt Nam trong năm 2014 cái đường lưỡi bò đấy đúng không hình như nó đang nói đến đường lưỡi bò hay sao ấy đấy. Right. notable nhá tức là đáng để mà nấu lại đáng để mà gọi là kiểu như quan tâm lưu ý đúng không rất là đáng kể nhá a sharp rise tức là kiểu một cái sự gia tăng mà nó rất là nhanh nó bắn lên một phát luôn á bình thường từ này nó có nghĩa là sắc bén sắc bén sắc nhọn uhm. sentiment á, thì nó có thể để hiểu là quan điểm tư tưởng uhm... nó khá là giống cái từ notion hoặc là cái từ opinion đi belief đấy từ này dùng trong writing cũng ok nha khá là giống mấy cái từ đấy quan điểm tư tưởng tư tưởng chống đối trung quốc đúng không à. oil rig thì chúng ta sẽ hiểu đó là một cái dàn khoan dầu nhé còn water đây này, nó gọi là hải phận. Tức là các cái vùng nước, các cái vùng biển ấy. đấy. Đấy, nó gọi là hải phận. Tất nhiên, water bình thường không đếm được. Đấy, nhưng mà nếu mà nó sử dụng theo cái trạng thái nó gọi là đếm được, tức là có S ở đây, plural, thì nó trở thành đó là các cái vùng biển. Contested, tức là vùng biển được contest. Mà contest tức là cạnh tranh, là thi đua, đó là đối đầu. Đây là những cái vùng biển, những cái hải phận mà nó gọi là đang được cạnh tranh với nhau nhé kiểu như đang được tranh giành ấy. Ừ, coast chính là bờ biển. Đấy, bờ biển. vùng nước được tranh chấp. Ok, hợp lý. International waters nó trở thành đó là hải phận quốc tế. It led to protest in Vietnam and send relations between the two nations to the lowest level in three decades. Nó dẫn đến những cái cuộc biểu tình ở Việt Nam để mà chống đối Trung Quốc. đó Và nó đã khiến cho những cái mối quan hệ giữa hai nước đi đến một cái gọi là mức độ thấp nhất trong ba thập kỷ tức là kiểu như quan hệ nó nó vô cùng không có lành mạnh đúng không cạnh tranh xong rồi là không có friendly với nhau thế thôi tại sao nó dùng từ xem ở đây thường khi mà kiểu như mình là một cái người mà chỉ đạo hoặc là kiểu mình mình là một cái người mà khiến cho cái kết quả đấy nó nó diễn ra ấy. đấy nó có thể dùng từ xem nhé và đằng sau nó phải gọi là cộng với một đặc điểm hoặc là cộng với một cái một cái trạng thái Đấy. Ví dụ đi cái lá thư tình của cô ấy gửi cho tôi đã khiến tôi cảm thấy gọi là rung động đúng không? Đấy. giả sử mình bảo rằng này her love letter right has sent me làm sao được nhỉ? Uh, overly uh, nó gọi là heart throbbing đúng không? Uh, ok. Ví dụ thế. Đấy cái từ heart throbbing coi là kiểu tim nó đang đập rất là nhanh ấy. Đập thình thịch thình thịch ấy, tức là kiểu như đang phấn chấn đúng không đấy. thổn thức à, kiểu thế nhận được thư tình mà mình nhớ kiểu như ngày mình còn đi học lớp 6 hay là lớp 7 gì đấy thư tình nó vẫn trong ngân bàn này, xong rồi là <laughs> đọc buồn cười protest đó là những cái cuộc biểu tình nhé dùng ở dạng động từ cũng có nghĩa là kiểu mình chống đối mình phản đối một thứ gì đó đấy protest rồi Mr. Vũ Vinh này the professor the professor said the event shifted Mr. john's view of the West few countries spoke up uh, publicly then for Vietnam except for two uh, Japan and the United States. Ừ. Sao đấy? Chính xác hơn là vùng đặc quyền kinh tế là sao? Uh, là sao? Chỗ này à? Chỗ 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 gọi là contested waters. Không, các bạn nếu mà dịch ấy thì bây giờ đôi khi nó sẽ gọi là bẻ nghĩa đi ấy. Đã bẻ cái nghĩa đi để mà cho gọi là thuần theo cái uh, bối cảnh cũng như là cái ngôn ngữ địa phương nhưng mà bây giờ các bạn phải hiểu Water ở dạng số nhiều là gì cơ đây nó là các cái hải phận đó để được tranh chất rồi ông vũ vinh này giáo sư đã nói rằng chính cái sự kiện này nó đã thay đổi cái cách nhìn cái cái gọi là cái 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 view cái cách nhìn nhận của ông trọng với lại phương tây bởi vì sao bởi vì có một số ít quốc gia đã lên tiếng công khai đứng về Việt Nam. Ngoại trừ hai thằng đó là Japan và United States. Nhật Bản cũng như là Mỹ. Đấy. Rồi, speak up. Nó tức là lên tiếng. Nha, lên tiếng. Uh, voice cái opinion của mình. Đấy. Ừ. Rồi, voice cái opinion của mình đúng không? Một cách rất là công khai này. Đó, chúng ta có cái là speak up for somebody. Nào, speak up for somebody. Đó, tức là bây giờ mình đứng lên, mình gọi là lên tiếng để mà bảo vệ ai đó. Đấy, chứ còn bây giờ nhá, nó còn có một cái từ nữa, ấy, đó là stick up to somebody nữa. Nó cũng có nghĩa là đứng về phe của ai đó để mà gọi là chống lại cái người đối phương. Stick up for somebody. Đó, mình thấy nó lép vế, xong rồi là mình nghiêng về nó. là có hai thằng này thôi. Nha, là nó không có đồng tình. In uh, 2015, Mr. Choc became the first Vietnamese Communist Party Chief to travel to the United States, he met with President Obama and invited him to come to Vietnam. Trong năm 2015, ông Trọng đã trở thành cái đà... người cầm người cầm đầu <laughs> nghe nói, lãnh đạo nhà yeah, lãnh đạo uhm, Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên đấy để mà đi đến nước Mỹ. Rồi cái từ chief thì đó là trưởng hoặc là cái người đứng đầu. Ừ, tại sao mình vừa nãy không nghĩ đến người đứng đầu nhỉ? Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đúng không? Party vẫn là đảng mà. Để mà đi đến nước Mỹ. Này, ông Trọng đã gặp gỡ Tổng thống Obama và mời ông Obama đến Việt Nam. During his visit, Mr. Trọng was asked about Vietnam's human rights situation. Nha, Chúng ta gọi là invite ai đó qua nhà chơi ấy, thì đó là invite somebody over. Đấy, nó có thể dùng cái cụm đấy nhưng mà bởi vì bây giờ ấy, hai quốc gia mà đúng không thì nó khá là xa chúng ta không nên gọi là mời qua nhà chơi đấy còn nếu mà các bạn gọi là giao tiếp nhá mời qua nhà thì đấy invite him over thêm cái từ over vào cho mình trong cái chuyến viếng thăm của mình ông trọng đã được hỏi về cái tình hình tôn trọng quyền không tình hình nhân quyền của việt nam như thế nào đấy bởi vì human rights Uh, các cái quyền của con người đúng không? thì chúng ta gọi là nhân quyền. Mà. Uh. Mr. Trong responded that Vietnamese people have never lived in a democratic atmosphere like today. Uh, ông Trọng ngày đó khi mà được uh, Tổng thống Obama hỏi như thế thì đã trả lời rằng, đã phản hồi lại rằng người Việt Nam chưa bao giờ sống trong một cái môi trường cộng hòa, không môi trường dân chủ như là ngày nay. Đấy, tức là hiện nay đúng không? Là người Việt Nam vô cùng là dân chủ rồi, ai cũng gọi là có có nhân quyền riêng của mình rồi. responded uh, tức là phản hồi lại nhé. Uh, democratic nó có nghĩa là kiểu cộng hòa này, à, sorry, dân chủ, dân chủ, dân chủ nhé. Dân chủ. Đấy. Kiểu nó nó đặt cái gì nhỉ? Uh, civil rights đúng không? human rights lên đầu á. Môi trường nhé, atmosphere. But added that it it's also important to see that individual rights must be placed in the context of the common interest of the community. Đấy. Nhưng mà cũng rất là quan trọng là phải nhìn nhận rằng quyền cá nhân um, cần được đặt trong cái bối cảnh đúng không? của lợi ích chung hay là kiểu trong cái gọi là cái gì nhỉ? trong cái định nghĩa của lợi ích chung của cả cộng đồng. Cái từ context thì ở đây bình thường nó gọi là ngữ cảnh, bối cảnh. Nhưng mà Tiếng Việt của mình ấy, những cái chủ trương mà đảng đưa ra ấy nhỉ Đặt trong lợi ích chung Của cả cộng đồng đấy. Ừ. Ờ, Đây nhá, chúng ta gọi là Bắt trước cả cái câu này luôn đấy, Bởi vì nó sang tiếng Anh nó đã chuẩn rồi đúng không đấy, Đừng có gọi là dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh Đấy mà chúng ta sẽ hiểu xem là Ý nghĩa của từ nó là như thế nào à, Cái bối cảnh mà nó dùng cái từ đấy như thế nào Đây này, individual rights uh, Tức là quyền thôi Cái từ rights quyền này, quyền mang tính cá nhân Place, nơi trốn đúng không? Dùng ở dạng động từ tức là đặt ở một nơi nào đó Và must be placed, phải được đặt Đấy, Common interest Đó là lợi ích chung nhé. Đấy, Lợi ích chung ấy, bởi vì interest ở đây nó không phải là sở thích đâu Nó có nhiều nghĩa lắm, nó có thể là lãi suất này Nó có thể là lợi ích này Nó có thể là sở thích Nhưng mà đây chắc chắn là trong văn cảnh này Nó là lợi ích chung của cả cộng đồng Common interest Đấy. The two sides Interest Thế cho nên ấy, nếu như mà chúng ta gọi là vì quyền lợi um, tối cao của ai đó, đó vì gọi là cái lợi ích tốt nhất cho người ta ấy, thì đó là for somebody's best interest. Uh, best interest. Được chưa? Thêm số nhiều vào. Anh chỉ có làm điều này uh, tốt nhất vì những điều tốt nhất cho em. Uh, for your best interest. Được. Rồi. <laughs> Ví dụ như I only này, cheated on you. Uh, for your best interest. Đây chính là những cái câu gọi là của những thằng Sở Khanh đúng không? Uh, anh chỉ có ngoại tình bởi vì là đó là điều tốt nhất cho em, anh không muốn em khổ. <laughs> kiểu kiểu thế. Uh, the two sides understandings are are still different. so the best way in my opinion is to increase dialogue. No. Cả hai bên, cả hai phe từ từ the two sides understandings. À ok. Làm sao nhỉ ừ, sự thấu hiểu lẫn nhau của cả hai bên thì nó vẫn đang uh, chưa tìm được tiếng nói chung thế cho nên là cách tốt nhất theo theo quan điểm của tôi đó là phải gia tăng đối thoại với nhau đây, đấy Đây là một cái câu nó gọi là trong ngoại giao nó nó, nó được dịch ra như thế là tốt nhất đúng không understanding yeah. bình thường nó là sự thấu hiểu nhưng mà đây hoàn toàn nó có thể dùng sự nó nó có thể dùng ở dạng số nhiều đó những sự thấu hiểu giữa hai bên ừ. Dialogue đó là đối thoại nhé Cuộc đối thoại Phải gia tăng nói chuyện với nhau Đúng không? Phải có muốn gì nói ra Đó, he said này But we should not let human rights issues hinder our relations Nhưng mà chúng ta không nên để nhân Những cái vấn đề nhân quyền hạn chế đi mối quan hệ của chúng ta Tức là thế nào nhỉ? Một vấn đề nhân quyền À, tức là thừa nhận rằng là vẫn có những cái vấn đề nhất định về nhân quyền đó nhưng mà không vì thế mà cản trở đi cái gọi là tình hữu nghị giữa hai nước đó, ý ý ý của ông là như vậy rồi hinder một thứ gì đó nhé tức là kiểu kìm hãm nó lại đó. có một cái chặn ở phía bên trên nó không thể nào mà nó bứt lên được nó không thể nào mà nó vươn lên được ấy à, thì tức là hinder nó thế thôi rồi. Ừ. Ừ. rồi tiếp theo in 2016 này Mr Cho agreed that Vietnam would sign on uh, sign on to the Trans Pacific Partnership uh, Mr Obama's uh, trade initiative which would entail Vietnam changing its laws uh, to legalize independent unions and allow workers to strike uh, strike Trong năm 2016, ông Trọng đồng ý rằng Việt Nam sẽ ký vào cái gì? Ký vào cái này này, sign on to cái này này. Sign là ký mà đúng không? Sign chính là kiểu ký ở đây bình thường thì nó cũng coi là một tín hiệu nhưng mà dùng là dạng động từ tức là ký ký nhưng mà, nhưng mà Trans Pacific Liên Thái Bình Dương uh, uh, gọi là cái gì nhỉ uh, Chiến dịch hợp tác đúng không uh, Liên Thái Bình Dương khả năng như thế các bạn ạ đấy, bởi vì partnership nha chính là kiểu như một cái sự hợp tác à, hai bên trở thành partner của nhau cái chiến dịch này chính là cái hoạt động mà nó mang tính chất đặc trưng của ông Obama. Đấy nhá. Nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là cái từ... À từ từ. Ở đây cái từ trade nó có thể có hai nghĩa đấy. Đấy. Nó có thể là giao thương nhá. Là các cái hoạt động giao thương của ông Obama. Đó. Cái initiative. Chính là một cái hoạt động này. Một cái phong trào. Một cái nước đi mà người ta đưa ra để mà giải quyết vấn đề gì đấy. Để mà tiếp cận cái vấn đề gì đấy. Initiative. Đó. Initiative. Rồi còn trade, bình thường nó gọi là Giao dịch, buôn bán, thông thương, giao thương Ngoài ra nhá Cái từ trade, nó còn có nghĩa là signature Nhá, cái từ trade Nó còn có nghĩa là signature, đặc trưng với một ai đó Giống như kiểu, đây chính là cái gì Đây chính là cái gọi là trade um, Talents của mình Trade talents của mình Rồi, nó có nghĩa là kiểu Những talents, đúng không, mà kiểu nó gắn Với bản thân mình luôn Đấy, kiểu Nhắc đến mình thôi người ta có thể sẽ nghĩ đến là À những cái talent này ngay đấy, Trade nó còn có thể là như thế ừ. Nhưng mà trong văn cảnh này thì rõ ràng là nó liên quan đến phải Gọi là Giao thương rồi đúng không đấy. Sáng kiến giao thương ừ. Được rồi đấy, Nhưng mà đấy nhá mình cứ giải thích cả hai nghĩa cho cái từ trade này Để mà các bạn gọi là dựa theo văn cảnh sẽ luận ra được nó và cái sáng kiến đó nó sẽ um, nó sẽ đi kèm với cái việc đó là Việt Nam thay đổi cái luật lệ của nó để mà hợp thức hóa để mà gọi là luật lệ hóa khiến hợp pháp hóa hợp pháp hóa những cái liên đoàn độc lập và cho phép công nhân biểu tình à, ông Obama là kiểu như đi theo cái chủ nghĩa là phải nhân quyền đúng không xong rồi là công nhân phải có quyền biểu tình đòi lại quyền lợi cho mình nhé chúng chúng ta sẽ có từ strike nó có nhiều nghĩa lắm nhưng mà đình công á uh, một trong cái ý nghĩa liên quan đến công việc thì nó sẽ là dùng từ strike như thế này strike một người thì tức là đánh người ta nhé strike một người là đánh người ta nhưng mà nếu mà công nhân á thì bây giờ nó coi là đình công đình công rồi union chính là các cái uh, hội đoàn đúng không à, xong rồi independent đó độc lập legalize một thứ tức là khiến cho thứ đấy trở thành legal, trở thành uh, gọi là có tính pháp lý. Đấy. In theo đúng không? In một thứ tức là tạo ra thứ đấy theo là cái đuôi. Vì vậy cho nên đây có nghĩa là kiểu như kéo theo nhá. Yeah. Kéo theo một thứ gì đó đằng sau. Đấy, A mà in theo B tức là A à, thằng B chính là cái thứ đi đi theo đằng sau thằng A. Nào, ví dụ cái việc đầu tư ấy, cái việc đầu tư nó sẽ in theo những cái rủi ro nhất định đi kèm Đấy nhá. Yeah đi đằng sau mà. Now in that year này, Mr. Trump was re-elected. Re-elected in his second term. Uh, he stepped up, uh, he stepped up his anti-corruption campaign, uh, punishing several senior uh, Bureau members. Để trong cùng cái năm 2016, ông Trọng lại được tái đắc cử. Tức là kiểu lại một lần nữa đúng không? Re mà. Đấy, hoạt động đấy lặp lại một lần nữa nhé. Trong nhiệm kỳ thứ hai của mình thì ông đã stepped up, Ông ấy đã gọi là bước lên, gia tăng thêm một bước nữa Đấy, Lên lên đời, đúng không? Đấy, gia tăng nhá uh, Level up Đấy, Level up cũng có nghĩa lên cấp đúng không? Như nhau, dùng trong cái văn cảnh này đều được Cái chiến dịch chống tham nhũng của mình Đã trừng phạt một số những cái Ủy viên bộ chính trị mà gọi là có thâm niên Đấy, Senior mà Seniority đúng không? Tức là kiểu như tính thâm niên đấy về chúng ta sẽ gọi là kiểu không phải là già đâu nhá. Bởi vì bản thân ông ông trọng cũng gọi là già mà. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là đây là có thâm niên rồi. Lâu rồi ấy, bám dễ rồi á. Ok, ủy viên bộ chính trị này. Ô bài này dái nhỉ. ở đến đây là hết nhé. À, ok. Now he had been in poor health for years in 2019 uh, absent for an extended period. He skipped uh, several state and party events the go the government then said only that his health was affected by the weather and work intensity. ông ông trọng uh, đã ở trong cái sức khỏe yếu trong nhiều năm. Cái từ happen ấy nó nói đến trong quá trình ở trong quá khứ. bây giờ thì nó đã trở thành một quá khứ rồi đúng không? Vì vậy cho nên xuyên suốt cả một cái quá trình như thế thì nó phải là quá khứ hoàn thành thế thôi. Uh, ở trong năm 2019 này vắng mặt trong một cái giai đoạn rất là dài, ông ấy đã không tham gia được một số những cái sự kiện nhất định um, về đảng cộng sản cũng như là của quốc hội. Right. Rồi chúng ta sẽ có state tức là liên quan đến nhà nước, liên quan đến quốc hội, nhà state events sự kiện của nhà nước này cũng như sự kiện của đảng. Extended tức là một thứ gì nó đã được extend rồi. Cái từ extend nó chỉ dùng với lại thời gian đúng không? Đấy. Nó dùng với lại kỳ hạn và đây chính là một thời gian dài biên độ nhé nó dùng cái biên độ nữa đấy biên độ phạm vi nữa rồi một cái gia đình ấy mà nó gọi là đa thế hệ thì nó gọi là extended family đó, nó nói đến cái phạm vi của gia đình đấy đúng không nào the government này lúc đó cái từ then nhé không phải là sau đó đâu khi mà nó gọi là ám chỉ về một cái thời gian trong quá khứ ấy, thì tức là nó nói là lúc đó khi đó khi đó nói rằng chỉ có nói rằng sức khỏe của ông tổng bí thư bị ảnh hưởng bởi thời tiết cũng như là cái cường độ làm việc thôi <laughs> uh, Affected Đúng không? Nó dùng ở dạng bị động ấy Tức là bị ảnh hưởng tự affect một thứ gì đó tức là ảnh hưởng từ đấy này à, Các bạn có biết là kiểu By the weather thì nó có một cái cụm gì nhỉ? Khi mà chúng ta gọi là bị cảm Hay là kiểu bị sốt nhẹ Bởi vì thay đổi thời tiết ấy Thì nó có cái cụm gì à, Work intensity tức là cường độ làm việc ừ. Rồi, work intensity at the end of his term in uh, 2021, he was expected to step down. Và cuối cái nhiệm kỳ năm 2021 của mình thì ông đã được người ta nghĩ rằng là sẽ um, không còn giữ cái chức không còn giữ cái chức vụ tổng bí thư của mình nữa. Step down, nó no, step down. Và step down lui xuống uh, nghỉ nhường lại cái vị trí đấy cho người khác. Còn step up nhé, tất nhiên trong cái văn cảnh nếu như mà nói đến vị trí công việc đúng không thì tức là à mình đảm nhận mình lên chức à, mình gọi là thay thế bước vào cái 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 vai trò đấy Đấy cái vị trí đấy trong công việc thế thôi. Ừ. Uh, under the weather ấy, các bạn ạ dễ mà đúng không? Nhưng mà cái này này nhiều bạn không hiểu rõ. Under the weather là nó chỉ nói đến kiểu nhẹ thôi nhá ốm vặt thôi. Cho nên bây giờ kiểu thập tử nhất sinh bảo uh, tôi under the weather không được nhá yeah, đúng không cái này nó là ốm nhẹ thôi vặt thôi rồi but the communist party gave him a third term violating his own violating its own constitution which limits party chiefs to two terms uh, uh, nhưng mà đảng cộng sản thì lại cho ông ấy một nhiệm nhiệm kỳ thứ ba vi phạm đi chính những cái hiến pháp của nó uh, thứ mà nó đã cái hiến pháp ấy nó đã giới hạn này những cái người đứng đầu đảng chỉ có hai nhiệm kỳ thôi nhưng mà đây ông ấy được 3 nhiệm kỳ right ừ. violate tức là vi phạm đó vi phạm đấy. cái constitution tức là hiến pháp nha hiến pháp ừ. hết điều lệ đảng <laughs> ok được nói chung các bạn cứ hiểu đấy bây giờ đấy, để mà gọi là thành lập một cái đảng đúng không thành lập một cái gọi là, 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 là tổ chức ban đầu thì nó phải có constitution của nó right rồi nó đề ra những cái chỉ tiêu những cái điều khoản rõ ràng để mà đi theo. Để luật lệ Đảng là kiểu thế. Mr. Trump này told reporters that he had not sorted uh preferring to retire because because of his health, but he had to comply because the Congress had elected him. Ông Trump nói với lại phóng viên ngày đó rằng uh, tức là kiểu sau khi mà có được cái nhiệm kỳ thứ ba ấy thì phát biểu rằng là ông ấy không có hướng đến cái việc có được điều đó đâu đấy ông ấy ông ấy muốn ông ấy um, nghiêng về cái việc đó là nghỉ hưu bởi vì sức khỏe của mình nhưng mà ông ấy phải comply phải tuân thủ bởi vì là quốc hội đã bầu bình bầu ông ấy đã bầu cử ông ấy cái từ sort quá khứ của nó là từ seek khi mà chúng ta seek một thứ gì đó tức là kiểu chúng ta hướng đến cái đấy tìm những cái công cụ các cái phương thức để mà đạt được nó nhá yeah, seek something nó là như vậy right rồi không hề kiếm kiếm tìm nó đâu Đấy, Rồi retire, um, chắc chắn là nghỉ hưu uh, Retire Tire, tức là mệt Retire Không, nghe nó không có hợp lý lắm nhỉ Comply nhá, đó là tuân thủ một cái điều gì đó Bình thường nó đi với giới từ with Comply with something Congress, nghị viện đúng không Nhưng mà ở trong Việt Nam thì chúng ta gọi là quốc hội rồi ờ tuân theo đúng không? comply. Các bạn có biết mấy cái từ tuân theo cái gì không? Không, đây này cái từ Congress thì bây giờ nó chỉ gọi là đưa ra một cái vừa nãy các bạn cho mình một cái từ mà nó đi theo um, chính sách gọi là hệ thống nhà nước ấy. Các bạn ấy các bạn ấy bảo là National Congress đó là uh, quốc hội. Đấy, chứ còn mình không tranh cãi là bây giờ nhá là thực sự nó phải là cái đơn vị gì nhé chúng ta chỉ cần hiểu đây là cái gì một cái tổng thể đúng không à, xong rồi là nó sẽ có <laughs> tùy theo từ của mỗi một quốc gia nhưng mà nếu mà bây giờ chúng ta sang cái ngôn ngữ tiếng anh thì nó gọi là congress thì tôi ban chấp hành trung ương đảng ok ừ. Ừ. nhưng mà đây này thế thì nếu như vừa nãy các bạn cho mình cái từ national congress thì nó lại mang ý nghĩa là gì à, từ, từ từ con ok chưa máy tính lag lắm rồi à, ok đây này đó đó vừa nãy các bạn cho mình cái từ này là gì à, không không đây national congress này này à, đấy đó. Ừ, rồi mọi người cứ hiểu là 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 đấy là một cái từ mà nó kiểu ám chỉ cả cái thể chế đúng không cả cái hội lớn ừ. thế là ok còn phạm vi như thế nào thì mỗi nước nó sẽ có một cái tên gọi khác nhau đâu rồi nhỉ Congress đại hội đảng lần thứ 11 ok đã. ban chấp hành trung ương đảng thì đây nó the Congress đúng không ở Việt Nam thì gọi là ban chấp hành trung ương đảng elected him nhà đã lựa bình gọi là bầu cử bình uh, bầu chọn ông ấy while Mr Trọng này was happy to open up ở uh, Việt Nam to the West he remained suspicious Uh, of Western democracy à, mặc dù là ông trọng vô cùng là vui mừng để mà gọi là mở cửa Việt Nam với lại phương Tây nhưng mà ông ấy vẫn duy trì cái trạng thái đó là um, ngờ vực à, nghi ngờ về cái chế độ dân chủ của phương Tây suspicious đúng không tức là kiểu có cái sự nghi ngờ đối với một thứ gì đó nhé yeah, suspicious right và đây nó đi từ of này Yes yeah, suspicious of something Right. Democracy tức là chế độ dân chủ của phương Tây yeah. uh, Remain đấy nó có nghĩa là giữ nguyên ở một cái trạng thái đặc điểm nào đó và đằng đằng sau nó nhá thường ấy nó sẽ phải là một tính từ hoặc là nó là một cái trạng thái đấy, mà nó có in on at nữa. nào behind the multi-party system in reality, thôi, thôi. Uh, is still the the tyranny. The Tyranny of Capitalist Corporations, Mr. Trump wrote uh, in a 2022 book. Đằng sau cái hệ thống đa đảng um, trên thực tế thì nó vẫn là cái tyranny. Tyranny. Từ từ. Uh, tyranny. Đây nhá, um, mình 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 hơi khó tìm từ tiếng Việt ấy. Đấy, ví dụ đi, một cái người mà gọi là lạ áp quyền của mình lên tất cả mọi thứ khác đấy có thể gọi là độc tài đúng không đấy, hoặc là kiểu như một cái người cai trị mà nó vô cùng là khắc nghiệt xong rồi là nó bắt rằng là mọi người phải đi theo cái luật lệ của mình đấy chuyên chế đúng rồi chuyên chế nó gọi là quân chủ chuyên chế chính xác vì thế cho nên đây là danh từ nhá đấy tyranny ở đây nó là kiểu như Chuyên chế, đấy, tính chuyên chế đúng không? Hay là kiểu như sự chuyên chế Rồi <laughs> Kiểu nhiều nhiều khi hiểu nó đấy, đúng không? Biết thừa nó là cái gì hình dung ra nó, gọi là nhìn cái hiểu luôn đấy Nhưng mà tìm tiếng Việt, nhiều khi nó là cả một cái vấn đề lớn với mình uh, Tyranny, yeah. uh, nhé, đấy tyranny. Uh, tyranny, đúng không? Cái từ này khá là khi, ít khi dùng Tyranny Tyranny Ừ. chuyên chế, chuyên chế, ok, tức là dùng cái quyền lực của mình giống như bọn phong kiến ấy. đúng không? nó áp đặt cho hết tất cả, mày không nghe tao mày chết, đó. rồi capitalist corporations, đó là những cái hệ tư tưởng liên quan tư bản, đó. rồi ông capitalist bao giờ ấy, cái từ capital, capital tức là vốn, đúng không? tức là liên quan tiền, xong rồi là làm tiền, đấy, vì vậy capital, capitalist, tức là cứ đồng tiền là có quyền thôi Đúng không? Right? Capitalist Tư bản nhé He added này The reality is that the democratic uh, institutions According to the liberal de democracy Formula That the West tries to promote And impose on the world Do not ensure That power truly belongs to the people ừ. Ông ấy nói thêm rằng Trong cái cuốn sách đó um, Thực tế đó là Từ từ thực tế đó là cái từ institutions những cái tư tưởng dân chủ theo như cái thuyết dân chủ tự do không cái công thức thuyết dân chủ tự do mà phương tây này cố gắng lan truyền và áp đặt lên thế giới thì nó không có đảm bảo được rằng là quyền lực thực sự thuộc về um, người dân đấy um, đến từ người dân và dành cho người dân À, chúng ta sẽ có ở đây nhé đó là institutions nó có thể là học học viện đúng không nhưng mà trong cái trường hợp mà nó nói đến một cái thứ gì cố hữu từ lâu đã có một cái gọi là thời gian tồn tại từ lâu ấy và có đặc điểm nổi bật đúng không thì đấy nó cũng có thể được gọi là một cái institution ví dụ đi cái uh, uh, cái gì nhỉ giả sử một cái gì được nhỉ giả sử một cái món ăn truyền thống ấy, nó cũng có thể được gọi là một cái institution được chưa hoặc là một cái địa danh mà nó tồn tại lâu đời rồi nó cũng có thể là một một cái institution. Đấy vì vậy cho nên trong trường hợp này nhé đó là những thứ mà đã có um, tính cố hữu từ lâu đúng không? Đấy, tư tưởng đã có từ lâu. Theo như cái này liberal này thì tức là nói đến tính tự do, đấy, sự giải phóng, được chưa? Rồi còn formula tức là công thức hoặc là hệ thức đấy rồi promote một thứ gì đó tức là quảng bá hay là kiểu làm cho nó trở nên lan tỏa rộng rãi hơn impose thì lại nó lại có nghĩa là kiểu bắt một người phải pose theo một cái hướng nào đó vậy thì tức là áp đặt nhá im một thứ tức là tạo ra thứ đấy thế cho nên pose đó là cái thế chụp ảnh đúng không vậy thì tức là à bắt người ta phải theo một cái thế nhất định thì gọi là impose đấy thế cho nên ở đây có nghĩa là áp đặt đó rồi impose on the world rồi do not ensure in một thứ tức là tạo ra thứ đấy sure chữ chắc sự chắc chắn đúng không đảm bảo này. Rồi hết. nhé yeah. Của dân chính xác the people đây đó là dân ấy. By đúng không? The people and for the people. Right. Now oh, he survived he uh, he is survived by his wife Ngô Thị Mẫn hay là Mẫn gì đó là vợ của um, tổng bí thư ấy là bạn nào biết thì gọi là cho mình nhé chứ còn mình không không rõ lắm mận hay là mẫn gì đấy Now the Vietnamese government does not disclose details about his, about the children of party officials but he is believed to also be survived by a son and a daughter Sao lại he survived khả năng là một cái cấu trúc gì gì đó các bạn ạ Survive đó là sống sót đúng không Tại sao lại dùng từ survive ở đây dạng bị động nhỉ? Mẫn à, ok, rồi Ngô Thị Mẫn nhé. Nhưng mà mình đang thắc mắc cái cấu trúc này, đấy khả năng là nói đến người vẫn còn đang uh, sống. Nhưng mà là he survived, uh, he survived, đây, to continue to live after someone, uh, especially a member of a, of your family, uh, has died. Rồi nha, đây là nó nói đến một cái cấu trúc đó là còn những người nào còn lại trong gia đình vẫn còn sống sau khi một người đã mất. Được chưa? Rồi, tại sao? À, hiểu rồi, hiểu rồi các bạn ạ. À. Cái này hay quá. Tức là nó nói rằng là bây giờ đúng không? Một người có thể chết, có thể mất nhưng mà cái cái tinh thần, cái spirit nó vẫn còn lại ở những người cũ ấy. Vì thế cho nên nó dùng cái bị động này này, e survived by ấy không? tức là kiểu cái tinh thần đấy nó vẫn còn được sống được duy trì bởi những người còn lại ở trong gia đình đấy ôi đấy, nên hiểu như thế cho nó hay các bạn ạ đúng, đúng không ừ. cái gì đấy ờ hi, hi... Ừ, đó các bạn phải hiểu theo cái ý nghĩa như thế này nó mới hay tức là cái tinh thần ấy nó vẫn được survive by nó dùng ở hiện tại nhé đây đây nó không phải là quá khứ đúng không? Nó dùng ở dạng hiện tại nhé, mặc dù ông ấy đã mất rồi. Đó, he is survived by his wife. Cấu trúc hay. Đấy, cấu trúc rất hay luôn á. Đó. Đúng nếu mà bây giờ các bạn hiểu sâu sắc cái từ này rõ ràng là mới thấy nó hay. Đấy chứ còn nhìn qua thì chắc là kiểu thậm chí các bạn còn không bận tâm tìm hiểu nó ấy. Đấy, tinh thần đúng không? Xong rồi là kiểu như mọi thứ, tư tưởng nó vẫn còn được lưu giữ bởi người trong gia đình còn sống. Đó rồi và này đảng chính phủ Việt Nam thì không có tiết lộ những cái chi tiết thông tin về con cái của những thành viên ở trong đảng the children of party officials disclose một thứ gì đó tức là à, reveal tiết lộ nó đúng không? À. nhưng mà he he is believed uh, nhưng mà tổng bí thư thì cũng được tin rằng là vẫn còn con trai cũng như con gái được sống đang giữ gọi là tinh thần tư tưởng đúng không? Đấy. be survived by. Cấu trúc hay nhỉ. Ừ. Cấu trúc hay đấy. Đúng rồi, kiểu còn sống mãi đúng không? Trong lòng những người còn lại. Đấy. Nó viết như thế ở trong tiếng Anh các bạn ạ, chứ không phải là bây giờ các bạn gọi là translate nó sang uh, tiếng Anh word by word đâu mà nó sẽ có một cái cấu trúc riêng theo tính ngôn ngữ. Đó là be này, survive ED nhé by somebody. Đấy. 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 nó cho cuối cùng đúng không? Hay cấu trúc hay được tưởng nhớ à, các bạn nhiều nhiều khi mỗi bạn sẽ có một cái cách dịch khác nhau tùy theo gọi là cảm nhận văn học của mình à, nhưng mà mình hiểu được đó là kiểu trong lòng vẫn à, có cái tinh thần đúng không xong rồi là biết rằng là vẫn còn ở trong đấy đạo Phật nó rất hay nhá à, thực ra ấy, là khi mà mà cái gì nhỉ khi mà chị gái à hay là mẹ của Đức Phật ấy là qua đời ấy ông không đổ lệ, ông không buồn, ông không gọi là ừ, thể hiện bất cứ một cái cảm xúc gì. Thế cho nên là ông bố, ông ấy ra, ông hỏi rằng là, ơ ừ, tại sao bây giờ lại vô cảm như thế? Thế thì Đức Phật mới trả lời rằng là không phải đâu, cái chết nó không phải là hết đúng không? Mà chẳng qua là kiểu như luân hồi từ cái này sang cái khác và cái tư tưởng chỉ cần là nó vẫn còn ở trong đầu của mình, vẫn còn ở trong gọi là cái 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 tiềm thức của mình về người đấy, thì tức là người đấy vẫn sống đấy chứ còn cái phần xác thì bây giờ nó ừ, nó, nó nó mất rồi đúng không? Đấy, nhưng mà cái quan trọng đó là bây giờ cái 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 mental, cái spiritual life nó vẫn còn, đấy trong lòng người còn sống thế là được đúng không? chứ còn bây giờ cảm xúc nó là nhất thời cũng như là kiểu như nó nó không hề có nguyên nguyên cớ của nó đấy đấy là cái câu chuyện về đức phật, đó. ok rồi nhá thế cho nên là sẽ có quốc tang nhưng mà rồi thì mọi người cũng vẫn tưởng nhớ thôi đúng không các thứ thôi ok đây là báo báo New York Times cái gì đọc cái điện tín á điện tín của của ai ờ, tổng thống Putin điện tín khả năng tiếng 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 Nga <laughs> chịu yeah.